không? Liệu chắc khăn là quan trọng không? Hello, hello, xin chào. Xin chào. Đọc lại cái tên. Hello, xin chào. Xin chào Lan Lan, xin chào. Khi nào về nhà đổi tên, xin chào. Chị Vân thấy em không? Thấy nha. Quốc tế mô tơ. Hoa hậu, hoa hậu. Quốc tế mô tơ. Người mẫu quốc tế, cái đó mẫu thôi là người mẫu quốc tế rồi. Hoa hậu, xiao jie, quốc tế xiao jie cũng được nữa. Quốc tế xiao jie, quốc tế xiao jie. Hoặc thế giới thế giới thế là hoa hậu thế giới nha. Thế giới là hoa hậu thế giới, còn quốc tế là quốc tế. Hello, xin mến chào đại gia đình nhà mình nha. Chị có gặp trường hợp cưới xong bị giữ vàng cưới không? Có chứ. Cưới xong bị giữ vàng cưới có chứ. Ba mẹ sẽ nhận giữ chứ không đưa mình giữ. Mà nếu như mà mình giữ mà giữ mãi thì cuối cùng mình cũng đâu có lấy được. Ly hôn thì mình cũng vẫn không lấy được, cũng tay trong ba mẹ, trong tay ba mẹ thôi. Đó là chuyện bình thường mà. Tại vì mẹ chồng sẽ nghĩ là mình sẽ đưa gửi về cho gia đình bên kia. Mẹ chồng sẽ nghĩ là mẹ giữ cho chắc. Mẹ giữ cho chắc. Còn nếu như mà hôn nhân mình gãy cánh thì cái vàng cưới đó mình cũng đâu có lấy được, cũng để đó ha. Cũng để cho mẹ chồng mình thôi. Hello, xin chào, xin mến chào đại gia đình nhà mình. Vào học thôi, Vân vào trễ rồi. Cảm ơn, ok. Xin chào Hoa Nắng nha, xin chào. Em đang bị luôn nè. Chuyện bình thường thôi em à. Cái đó là chuyện bình thường. Chị đã từng trải rồi. Và phía sau này, đám kết hôn sau này, chị cũng không có cần tới vàng cưới gì hết. Những cái đó mình có thể tự kiếm được mà. Đừng vì những cái đó mà làm không vui. Một khi người ta đã muốn giữ, người ta đã muốn cho mình thì người ta sẽ cho mình. Còn khi nào mà người ta không cho mình thì thôi mình đòi làm gì. Không cho thôi mình cũng coi nhẹ mấy cái đó qua một bên. Cho cũng được, không cho cũng được. Họ giữ kệ họ. Chứ không thôi lại cầm là người ta đã muốn giữ mà mình muốn cầm là sẽ có chuyện đó, sẽ gây đó. Này, cho nên thôi kệ đi. Mình tự kiếm được mà. Nay viết bài mấy hả cô? Bài hôm nay dài à. Bài trong sách Chả Bình. Một câu chuyện rất là dài phía sau. Câu chuyện rất là dài. Đó, vào viết bài thôi, vào viết bài thôi. Vào viết sớm sớm. Vì hôm nay Vân cũng vô trễ rồi. Mọi người giúp Vân chia sẻ với. Cho các bạn vào cùng một lúc đi. Để các viết đầu đuôi sẽ chạy không kịp. Mọi người giúp Vân bấm nút chia sẻ. Bấm nút chia sẻ hộ Vân nha. Xin cảm ơn. Hey, Vân like học chứ không có like PK được nha. Này. Gây nhau luôn á. Chứ giờ người ta muốn giữ mà em cũng muốn giữ thì đương nhiên sẽ gây nhau rồi. Thôi đừng kệ đi. Bỏ qua một bên coi như là không có số vàng đó. Vì sau kết hôn cũng không cần số vàng đó.
người ta đã muốn cho mình, người ta một người trên đời này cũng rất là nhiều người, người ta tốt chứ bộ, người ta đã muốn cho mình thì nhất định cái mà cần chuẩn bị thì người ta sẽ chuẩn bị, cái mà thật sự cho mình thì người ta sẽ cho mình. Người ta đã muốn cho mình rồi, bạn muốn làm gì đó bạn làm, đây là cho con rồi, con muốn xài hay con muốn cho gia đình con hay con muốn làm bất cứ gì đó là việc của con đó, với một người thật sự đem đồ cho một người khác. Còn một khi người ta đã muốn cho mình rồi, ngay cái ngày đám cưới người ta rút lại rồi, người ta nói để người ta giữ, thì bạn có nói cỡ nào thì cũng vô ích mà thôi. Bạn càng nói thì người ta càng nghĩ ơ mày cũng tham về cái số tiền đó mày mới gả cho gia đình tao, thì nó sau này cuộc sống rất là khó sống. Bình thường nó khó sống rồi, gặp cái cảnh đó còn khó sống hơn nữa. Vì thế để ngoài tai những cái đó không có cần tới nữa. Mình thấy có rất là nhiều người đài, người ta rất là đàng hoàng, người ta hả, khi mà người ta đã cho mình, ừ con muốn làm gì đó, cái đó là chuyện của con, mẹ mua cho con, gia đình này mua cho con muốn làm gì đó, con xài gì đó, đó là chuyện của con muốn làm sao đó là làm, đó là cho con rồi. Còn cái này cho rồi mà lấy lại mà còn giữ luôn, mà giữ tới khi nào còn không biết thì không nên đòi, đòi sẽ gây lộn đó. Miễn sao họ đối xử tử tế với mình, miễn sao mà bình an vui vẻ qua hàng ngày là được rồi. Còn những cái đó không cần tới đâu. Ừ. Sống với nhau áp lực quá. Ừ. Cho nên là quan trọng là họ đối đãi với mình. Có nhiều người người ta cho mình giữ xong, tới khi mà họ muốn thử mình coi mình có thật sự đối đãi với gia đình họ tốt không. Nếu như mà họ mình đối đãi với gia đình họ tốt và họ thấy mình chăm sóc nhà bên này nhiều hơn, không có lo bên Việt Nam nhiều, thì tự nhiên họ sẽ đưa cho mình. Hoặc là tới một ngày nào đó mẹ lớn tuổi rồi, mẹ sẽ đem ra mẹ trả lại cho mình. À, mẹ nói cái này là của con, mẹ giữ cho con suốt bao nhiêu năm qua, cũng có, nó vẫn có ha. Cái này là phải coi nhiều người, người ta vì người gia đình người ta nhiều lúc bên đài không phải ai cũng giàu có đâu. Bên đài có rất là nhiều người, người ta cuộc sống của người ta cũng rất là khó khăn. Có rất là nhiều người khó khăn mới đi qua Việt Nam lấy vợ. Có rất là nhiều người là lấy không được vợ, gia đình người ta rất giàu nhưng mà người ta không muốn lấy vợ bên này, người ta muốn qua Việt Nam lấy vợ, cũng có nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm. Nhiều người hoàn cảnh người ta rất là khó khăn lắm mới làm lên được cái số tiền như thế này. Rồi người ta cầm đi, người ta mua một số vàng tự nhiên đem dâng cho một người con gái khác, thì đương nhiên nó đau lòng rồi, đương nhiên là trong lòng không thấy vui rồi. Mà mình mới tới nhà người ta, mình chưa được lòng người ta cũng chưa có hiểu mình, chưa biết mình là một người phụ nữ như thế nào, đương nhiên người ta không dám chi cho mình rồi. Cho nên đôi khi bạn ở với người ta lâu mà người ta thấy ừ bạn là một người như thế nào, đáng tin cậy, là một chỗ dựa để sau này của gia đình họ, thì tự nhiên họ sẽ giao những cái gì của họ cho mình. Cái đó là chuyện có sau luôn, về phía sau. Đương nhiên chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều để làm lên. Ừ. Cho nên quan trọng bây giờ là đừng có gây về cái số tiền này. Kệ, coi nhẹ cái số tiền này đi. Kỳ gì cái số vàng đó, nói chung là lấy ra mình cũng để một góc đó thôi chứ có đem đi đâu đâu, đúng không? Chúng ta cầm về chúng ta cũng để một góc đó với một cảm giác an toàn. Ừ, cái này là của tôi, sự chứng nhận rằng tôi đã kết hôn với người ấy, tôi có được những cái này. Rồi mình cũng để xóa ra thôi, ai để đâu cũng được, để đâu cũng được, cũng cũng vậy à. Nên kệ nó đi. Xin chào, xin chào, xin mến chào đại gia đình nhà mình. Lúc nào cũng kêu vợ học tiếng để chơi game với vậy hả? Không, nhiều lúc chồng mà chơi game mà rủ mình chơi chung cô đôi khi cũng vui lắm á, hai đứa cùng chơi cũng coi như là thời giờ là thời đời thời đại của điện thoại mà. Vợ chồng cùng một cái chí hướng, cùng có niềm vui, đôi khi lại được hạnh phúc á. Chứ giờ sao giờ. Ừ. Hảo, cam bu liệu, cam bu liệu hay là cam bu liệu, cam bu liệu là chua họ làm không có được. Ừ, giống như chua bu liệu vậy đó. Ừ, đúng cô giáo tâm lý. Trời ơi, giờ này giờ ta like cái ổng ngáy là sao trời? Cho mình quật sự bố rồi tạ hù rồi nè. Trời ơi. Thở dài. Tính em không thích chơi game lắm hả? Ờ. Giờ thời giờ là chơi game dữ lắm luôn, kể cả mấy đứa con nít nhà Vân cũng vậy. Ghiền game lắm luôn. Nói đâu có được đâu. Ghiền. Môn thể thao. À, đôi khi điện thoại bây giờ nó giống như cái gì đồ chơi của mình ngày xưa, cũng giống như cái điện thoại vậy đó, mà chơi rất là nhiều đồ chơi trong đó, xe xếp hình chơi này chơi kia, nó giống như vậy đấy. Nói chung là hơi kệ, mắt nhắm mắt mở, giờ nói không nghe giờ sao giờ. Hảo, đầu tiên chúng ta viết, cảm ơn chị. Ok, chúng ta viết tao tô duyên hoãn, tao này là tới đâu đó đi đến đâu đó.
Ở đây có bộ đồng chí tờ chữ chí tạo tới đâu đó. Động vật viện chúng ta có chữ động vật. Động vật là động vật. Ở đây có hình trung tờ trung. Trà lực ta có chữ tông. Tông. Chữ u 1 2 3 4 nhiều vụ và chỉnh u tờ u. Ta có chữ động vật. Hảo. Viên. Viên này là vườn, một khu vườn. Ở trong này là bộ thổ. Dưới này là một bộ khẩu. Bên đây một bộ y vớt kéo ra. Viện. Tông viện là thảo cầm viên, cũng có thể nói là sở thú cũng được. Quán là chơi. Hey, kéo xuống. Đây là bộ ngọc, bộ thủ của nó. Bên này ngắn, dưới đây dài. Kéo qua đây, quán. Đi sở thú chơi. Tàu, tông u yuan quán. Tớ, ao tàu. Tớ, ông tông. U, thành từ. Uy, ảnh yuan. Uy mà u đâu? Viết chữ u rồi. Uy, ảnh yuan. Chữ uy. Án viện u án quán tao tông u viện quán em mát ba chồng em luôn hả? Bắt đầu học thì mua sách nào ạ? Trong các cái kênh của Vân, bài đầu tiên Vân đều có chia sẻ sách, bạn có thể vào đó chụp ha. Hiện tại lớp 1 kỳ 2 rồi, lớp 1 kỳ 1 Vân có chia sẻ sách ở trong những cái bài đầu tiên nhất, vào trong đó chúng ta chụp bài chụp ấy nha. Một là vào YouTube, hai là vào fanpage cũng được. 2 giờ ngồi từ 2 chơi cái đó là ngồi xuống rồi lại ngồi lâu lắm. Chấm. Tao tôn ngụ viện của anh là cái tựa đề nha, cái tựa đề. Mọi người giúp Vân chia sẻ với cho các bạn vào cùng một lúc để viết bài nha. Tao tôn ngụ viện của anh. Đến sở thú chơi hoặc đi sở thú chơi, đi chơi sở thú đều được hết. Mất tiền, tiền nong tiêu lợ, tiền bù chiên lợ, mất tiền rồi. Ni hao ni hao, ni hao. Mọi người giúp Vân chia sẻ cho các bạn vào cùng một lúc nha, để chúng ta viết bài cùng một lúc, để không thôi sẽ không, người viết trước viết sau sẽ không kịp bài. Tao tông u yuan wan, cái tựa đề. Tao tông u yuan wan. Ni hao ni hao, xin chào, xin chào. Ni hao. Ý, lúc nãy xin chỉ thiên chủ nhật. Chúng ta biết chủ nhật, xin trên này có bộ nhật. Dưới này có bộ sinh. Ta có chữ xin. Xin này nói về ngôi sao. Xin. Tiếp theo chữ chỉ. Ở đây kéo xuống hai gạch ngang, gạch ngang đá hai cái chân. Bên này có bộ nguyệt. Xin chỉ thiên. Xin chỉ thiên chủ nhật. Xi yên xin chi ý chỉ thơ yên thiên. Xin chỉ thiên chủ nhật. Ý ta chào là sáng sớm. Ý ta chào sáng sớm chủ nhật. Sáng sớm chủ nhật. Xin chỉ thiên ý ta chào. Xin chỉ thiên ý ta chào. Sáng sớm chủ nhật. Chúng ta qua đây viết chữ ta. Tơ à ta. Zi ao zao, zao zao, zao, yi da zao, zi da. Tiếp theo chữ zao, 1, 2, 3, 4. Rồi dưới này, gạch ngang, ở đây kéo xuống, yi da zao, sáng sớm chủ nhật. Phải, đầu họ. Thiên chi, phi chẳng chín lặng. Thiên chi là thời tiết, khí hậu. Ôi trời ơi.
天气天气khí hậu thời tiết非常vào ngày mấy à hey, công ty lấy lương vào ngày mấy công sư nải thiên lĩnh chén công sư nải thiên lĩnh chén chúng ta có chữ非常vô cùng rất bên này ba gạch ta có chữ非tiếp theo chữ chẳng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 非常rất khí hậu rất như thế nào? Chính lặng là bầu trời trời đẹp đó bầu trời trong xanh trời đẹp chính lặng chính này có liên quan tới ông mặt trời cho nên có bộ nhật là bộ thủ của nó đằng sau có chữ thanh thanh xà bạch xà là thanh chữ lặng bên này phết đầy móc qua gạch đầy móc một chữ lương rồi bên này có một chữ nguyệt chiến lặng ý là bầu trời trong xanh á thiên chi phi chẳng chiến lặng thiên chi khí hậu bầu trời thiên chi phi chẳng phơ ê phi chứ ẩn chẳng rất vô cùng phi chẳng chính lặng lơ ăn lăng lăng lặng lặng thời tiết đẹp cũng được thiên chi phi chẳng chính lặng thời tiết rất là trong xanh rất là đẹp thiên chi phi chẳng chính lặng tù cha hờ ổng làm cho mình rối loạn tiền đình với ổng luôn sì gờ ngoại chu lù yô tờ hào rư zi là một ngày tốt để đi ra ngoài, đi du lịch. Thiên chi phi chẳng chính lặng. Viết được hai hàng rồi ha, viết được hai hàng rồi. Ok hả? Ok rồi không? Xin chào Hà Giang, viết được hai hàng rồi. Viết được hai hàng rồi, xin chào, xin ủ hộ. Ê, chung ủ hộ, chung ủ hộ. Này, viết được hai hàng. Thông minh, khôn khéo, thông minh được rồi em. Dùng cái từ thông minh, nghĩa hình thông minh. Này. Hảo, chúng ta qua bên này. Sì yì gờ. Sì yì gờ là một cái gì đó. Chúng ta viết chữ sì bú sì tờ. Sì yì gờ. Sì yì gờ. Bên này có chữ cổ ở trong. Sì yì gờ. Sì thanh tư. Yì thanh hai. Chữ gờ thanh năm, thanh nhẹ. Sì yì gờ. Ngoài chú. Ngoài này là ngoài, đi ra ngoài. Chú này là xuất, mà nghĩa đi ra ngoài. Gọi là ngoài chú. Ngoài chú. U ai ngoài. Chi u chú. Ngoài chú, đi ra ngoài. Lùi dỗ, đi du lịch. Lùi dỗ. Lùi, lùi, lùi. Chữ này thanh hai, thanh hai, thanh hai. Lùi dỗ. Lùi dỗ. Lùi, lùi, lùi. Y ổ, dỗ. Trước đây chúng ta có bộ phương. Sau đó bên này phết gạch đây. Ở bên này mình phết đây kéo hất lên rồi phết kéo ra ta có chữ lùi. Chữ dỗ ở bên này có một bộ phương. Đằng sau này mình phết hất lên. Dưới này có một bộ tử. Và bộ thủ của nó bộ xước. Bước qua lùi dỗ. Chú ngoài lùi dỗ là đi ra ngoài đi du lịch. Tờ hào rư zi gắn chữ tờ cho ta biết cái gì. Đi ra ngoài du lịch một ngày. Một ngày tốt đẹp. Một ngày tốt, một ngày đẹp. Hào rư zi. Hào rư zi. Hào này lúc mang nghĩa tốt. Rư zi có nghĩa là ngày. Hào rư zi. Tơ ơ tơ. Thanh nhẹ đọc tơ. Hơ ao hào. Hào hào hào. Rư zi. Sì yì gờ. Là một gì?
Hào rư zi là một ngày tốt. Lần sau chữ tờ sư y cơ này dịch tới đây. Sư y cơ. Không này lúc này sao không nói là một cái. Sư y cơ. Nhìn ở dưới cái chữ tờ này là gì? Hào rư zi có nghĩa là một ngày tốt. Để làm gì? Để đi ra ngoài đi du lịch. Ngoài chú lùi dỗ. Là một ngày tốt để đi du lịch cũng được. Sư y cơ. Ngoài chú lùi dỗ tờ. Hào rư zi. 是一个外出旅游的好日子 là một ngày tốt để đi du lịch. Phải mang theo về Việt Nam. Giao tài trợ nà hồi Yên An. Giao tài trợ Chuy Yên An tài trợ cũng được. Chuy Yên An tài trợ tha cũng được. Hảo, chúng ta có chữ zi. Rư zi de zi. Rư zi chính là ngày. Rư zi. Hảo. Chấm. Chữ hậu. Sàn liang là hiền lành. Chuyên gia rẩn chi yuán chuyên chi gia gia rẩn cả gia đình. Chuyên gia rẩn cả nhà cũng được. Ở trên này là bộ nhập. Bên này gạch đây. Hảo. Chuyên gia bộ miên. Như này có con heo. Chuyên gia rẩn bộ nhân. Chuyên gia rẩn. Chuyên gia rẩn cả nhà, cả gia đình. Tài trợ. Tài trợ ở giữa hai gạch, gạch ngang. Công. Bên này quẹt ra. Rồi bên này phết. Móc qua bên này. Dưới này có chim bù. Tài. Tài trợ mang theo cái gì đó. Tài trợ là mang theo một cái gì đó. Cả gia đình mang theo một cái gì đó. Tài trợ là mang theo. Tớ ai tài. Tài trợ là trợ tre cộng với chữ ơ thanh nhẹ. Tài trợ. Yú khoai là xin chuyển. Là một tâm trạng vui vẻ. Yú khoai là vui vẻ. Yú khoai. Khơ quay khoai. Thêm chữ tờ vào cho ta biết cái gì vui vẻ. Hè, thêm chữ tờ cho mình biết cái gì vui vẻ. Dĩ khoai, nó là bộ thủ của nó, là bộ tâm. Vui hay buồn do ta quyết định. Tâm mình quyết định. Ở bên này gạch ngang một gạch. Ở dưới này có một bộ nguyệt. Bên này có một bộ đao. Ta có chữ dĩ. Chữ khoai chúng ta có một bộ tâm. Bên này phết qua đây gạch ngang, móc về, đẩy ra. Dĩ khoai. Gắn thêm chữ tờ có bộ bạch. Bộ sáu. Yú khoai tờ. Cái gì vui vẻ gắn thêm chữ tờ vào. Yú khoai tờ. Xin chuyển tâm trạng. Mang theo một cái tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài. Chuyên gia rẩn là cả gia đình. Tài trợ yú khoai tờ xin chuyển. Thu mệnh. Cả gia đình mang theo một cái tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài. Chú mệnh, khai xin, chữ có. Xin chỉnh. Xin chỉnh. Tâm trạng, chữ tâm. Hảo, chữ tình, bố tâm. Và đằng sau có chữ thanh xà bạch xà đỡ. Thanh. Tâm tình, được gọi là tâm trạng. Chú mệnh. Ra khỏi cửa, đi ra ngoài, gọi là chú. Chú mệnh. Ở đây có bộ môn. Chú mệnh. Chí u chú. Mơ sản điện ân. Ở sân mệnh. Phải. Tào tông u yuán hoàn. Tới thảo cầm viên chơi. Tới sở thú chơi. Tơ ao tào. Tơ ông tông. U thanh tư. U án yuán. U án hoàn. Tào tông u yuán hoàn. Tới thảo cầm viên chơi. Hảo một gạch hất lên, phết xuống, gạch ngang, đánh dấu cộng. Gạch ngang có thể hất lên nó đẹp hơn. Gạch ngang thì nhìn nó to hơn. Hảo, tào. Tông, hình trung tờ trung viết trước. Hậu trung, nặng quá. Kéo xuống. Trung thì ra sức, lực vào, động nó lên. Tông.
Chữ u chúng ta viết bộ nếu bộ con bò. Ở đằng sau có chữ chín u chín lại. U cũng đọc u luôn. Tôn u tổ u. Chữ u này là vật. Yến. Yến này chúng ta có bộ thủ của nó. Bộ vi. Trong này bộ thổ. Ở dưới đây bộ khảo. Phát thêm bộ y. Phát ngang. Yến. Chữ oán chúng ta có bộ ngọc. Bộ thủ của nó. Đằng sau bộ nhị. Ở đây phát qua kéo ra. Oán thành bộ yến. Tàu tôn u yến oán tới thảo cầm viên chơi. Ê, chấm. Cả nhà mang theo một cái tâm trạng vui vẻ để đi. Đến đâu? Tới sở thú chơi. Đi sở thú chơi. Đó, chúng ta qua hàng khác. Chúng tôi đi tới đâu đó trước. Hảo, woman là chúng tôi. Chúng ta viết chữ woman. Xie, cảm ơn ông anh nha. Woman. Ở đây có bộ nhân kéo xuống, móc qua đây một cái chữ môn. Woman. Woman. Ngày nào chị cũng like hả? Thứ hai không like, một tuần like 6 ngày. U, o, đọc là wo, 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 mơ, sẵn tiền, ấn, chín, sẵn mạnh. Woman. Xien tao, xien này là trước tiên. Xien tao. Trước tiên là bọn tôi tới đâu đó trước. Chúng mình tới đâu đó trước. Ê, woman xien tao. Đầu tiên là chúng tôi đi tới đâu đó trước. Xien này là trước và tiên. Tao này là tới đâu đó. Ở bên này có bộ đông chí tờ chí cộng với bộ đao xuyên tàu. Woman xuyên tàu. Cũng giờ này hả? Thứ bảy chủ nhật là lai 9 giờ tối, còn bình thường là giờ này em nhé. Bình thường là giờ này, thứ bảy chủ nhật là lai tối. Lai 9 giờ tối, chỉ có thứ bảy chủ nhật lai tối thôi. Woman xuyên tàu. Ở thống lơ tông u yuan. Ở thống tông u chư. Ở thống này là thiếu nhi, dành cho các bé nhỏ. Ở thống nhi đồng đó. À, chữ này là chữ nhi. Tiếp theo chữ đồng. Ở trên này phết gạch bộ đầu, hai phết xuống rồi lại gạch ngang. Ở dưới này có chữ lì, gạch ngang kéo xuống. Ta có chữ nhi đồng. Ở thổn. Ở thổn. Động vật, động vật. Chúng ta có hình trung tờ trung. Và bên này có bộ lực, ta có chữ động. Tiếp theo chữ vật, chúng ta có bộ nếu và chín u chín rù tờ u. Ở thống tông u chư, chư này là khu vực. Ở dưới này có bộ phẩm, ba bộ khẩu. Bên này kéo, móc qua. Phải. Ở thống, chữ ở này uống lưỡi, thành hai. Thơ ổn thống. Thờ ung ngộ ung gì đó, đọc gì dấu sắc này, đọc gì dấu hỏi, ngước cổ. Thổn. Tờ ung tùng, tờ ung ngộ ung thành từ xuống, tùng. Chữ u xuống thành từ, u. Chi này bật hơi, đọc bằng đầu lưỡi chúng ta, bật cái hơi ra, cộng với chữ uy tín ở phía sau. Chi. Chi. Woman xiên tạo ở thổn, tùng u chi. Là chúng tôi, trước tiên là đầu tiên là chúng tôi sẽ đến khu vực. Khu vực. Sở thú, động vật dành cho trẻ em. Ê, một cái khu động vật dành cho trẻ em. Ở thổn là dành cho nhi đồng, trẻ em. Tôn u là cái khu sở thú. Khu, chữ chư này là khu. Cái khu vực sở thú dành cho trẻ em. Ê. Woman xiên tàu là trước tiên chúng tôi sẽ đi tới đâu đó. Ở thổn tôn u chư là một cái khu vực động vật dành cho thiếu nhi. Đó. 我们看到许多可爱的动物. Chúng tôi nhìn thấy rất là nhiều chú động vật dễ thương. Chúng ta qua bên này. 我们看到. Chúng ta có chữ 我. Ở đây kéo xuống, hất lên. Bên này cơ bộ phết, chấm một cái. Bộ nhân, bộ môn. 我们. 我们. 看到 là nhìn thấy. Sao quá, sao mà bấm không được. Tôi bị ngã rồi, 我跌倒了. 我跌倒了, tôi bị ngã rồi. Hảo, 我们看到 ở đây, gạch ngang,
kéo. Ở dưới này có bộ một. Của mình khăn. Chữ tao hất qua đây. Đánh dấu cộng, hất lên. Bộ đao. Của mình khăn tao. Chúng tôi nhìn thấy cái gì đó. U, o, wo, san, sen, wo. Mơ, sản điện, ân, chính, sân, mận. Khơ, an, khăn, sư, sân, khăn. Tơ, ao, tao, sư, sân, tao. Của mình khăn tao. Của mình khăn tao. Chúng tôi nhìn thấy. Hoặc là chúng tôi thấy cũng được. Sì tố nhiều. Sì tố. Chúng ta sẽ có bộ ngôn. Bộ ngôn. Trung ủ tớ ủ. Sì. Hảo. Bộ tật. Sì bù. Hai cái. Tố. Sì tố nhiều. Sì tố. Sì ư sư. Sán sân sì. Tớ bùa tố. Y sân tố. Sì tố. Sao mà nó còn tên 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 nha. Chỉ đô. Hảo. Khở ai đa động ụ. Khở ai là dễ thương. Chúng ta có chữ khở. Ở bên này có một bộ khẩu. Khở sư đa khở. Khở ai đa khở. Chúng ta viết chữ ai. Bộ thủ có chữ ái ở trong này. Bộ tâm. Yêu bằng trái tim. Phết móc qua đây. Ta có chữ ai. Khở ai. Gắn thêm chữ tờ cho mình biết cái gì đó dễ thương. Bảy bù tờ tờ. Khở ai tờ. Động vật là những chú động vật dễ thương. Khờ ai tờ động vật. Bên này có bộ lực. Khờ ai tờ động vật. Women khăn tao sử tố khờ ai tờ động vật. Chúng tôi thấy rất là nhiều chú động vật, nhiều loại động vật dễ thương. Khờ ơ khờ, san sân khờ, ai sử sân ai, tờ ơ tờ, chính sân tờ. Tơ ông tông sư sân tông. Khở ai tơ tông u. Chữ u chưa ra. Là những chú động vật dễ thương. Khở ai tơ tông u. Women khăn đào sử tố khở ai tơ tông u. Chúng tôi nhìn thấy nhiều loại động vật dễ thương. Hảo, qua bên đây với chữ u. Chúng ta có bộ nhiều bộ. Và chỉnh u tơ u. Chữ này đó u thành tư. Phải. Xin chào, xin chào. Cảm ơn em nha. Bây giờ chúng ta sẽ kể ra những cái động vật dễ thương nào. Tác giả kể. Dô giá zi có vịt. Y ô dô, dô dỗ dỗ. Y a gia, y sinh gia. Dô giá zi. Dô xào gia. Dô xào gia. Cái gì cũng có xào trong này hết. Dấu xào gia. Về đổi chữ xào gia nha. Dấu xào gia. Có vịt, vịt con. Xào gia nhưng mà đôi khi người ta nói xào gia. Chứ nhiều lúc con vịt lớn vịt mẹ rồi cũng kêu là xào gia ha. Xí dấu xào 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 xào. Y a gia. Dấu xào gia. Có vịt con. Đôi khi nó không có con, nó không phải là vịt con mà cũng kêu xào gia nữa đó. Hảo dỗ. Xào gia. Xào, nhỏ bé. Chữ gia ở đây có chữ chả. Chả bình là chả. Ở đằng sau có bộ điểu, con chim. Dấu xào gia. Này, có vịt con. Hoặc là có con vịt cũng được. Ngắt ra. Hãy ổ. Xào bãi ở. Xào, nhỏ bé. Bãi này là màu trắng, bạch. Hảo. Tiếp theo chữ ở con ngỗng. Ơn trước này có chữ của tôi. Của tôi. Ở đằng sau có bộ điểu. Nói về con chim. Hảo. Tách ra. Xào bái ở. Và có gì? Có con ngỗng trắng. Hề. Con ngỗng trắng nhỏ. Xí y ao. Xào xào xào. Bơ ải bãi ở. Có ngỗng trắng. Xào bãi ở. Có vịt nè. Có ngỗng trắng. Rồi có gì nữa? Xào san giỡn. Có dê núi nữa. Xào san giỡn. Xào bãi ở. Xào bãi ở. Bãi ở là ngỗng trắng. Xào chưa chắc gì nó nhỏ. Tác giả thích
Ví như là những cái chú dễ thương cho nên thường thêm chữ sạo vào. Chứ chưa chắc gì nó là những con ngỗng con, vịt con đâu. À, chưa chắc là dê con đồ này kia. Đôi khi người ta thêm chữ sạo vào cho dễ thương. Ừ. Thì chúng ta đơn giản chúng ta nói có vịt nè, có ngỗng trắng nè, rồi có dê núi. Hảo. Sào sán giảng. Sào sán giảng và dê núi. Sào sán giảng. Dù lão hù. Si ao san sân sào. Sư an san. Y ảnh giảng. Sào sán giảng. Ngắt ra. Mi ni mà. Mơ y mi. Ở sân mi. Nơ y ni. Ni ni ni. Mơ a ma. Ma mà mà. Hai thanh ba. Chữ này sẽ đổi thành hai. Mi ni mà. Ngựa mini. À, ngựa mini. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi. Mini này giống như là cái mini vậy đó. Nhỏ nhỏ. Này, mini trong tiếng Anh. Mini. Mà này là con ngựa. Một chút ngựa mini. Nữa này, ngựa này hình như ở nước ngoài mới có. Mini mà. Mình biết Việt Nam mình có chưa? Mini mà là ngựa mini. Phải. Hãy dồ, còn có gì nữa? Hãy dồ, còn có. Chúng ta gạch ngang, dưới này có một bộ khẩu, ở đây có một bộ y và bên này có một bộ xước bước qua. Hãy dồ, còn có. Hãy dồ. Hơ ải hải. Hơ ải hải. Y ô dô, dô dỗ dỗ. Hãy dỗ, còn có. Y chuyến khở ai. À, không có khở ai. Y chuyến xào hổ tử. Và còn có gì nữa? Và còn có một nhóm ngựa, một nhóm khỉ. À, một đám khỉ, một đàn khỉ đi. Hãy dỗ, y chuyến xào hổ tử. Và còn một đám khỉ. Y chuyến. Y chi này đọc bằng đầu lưỡi bật hơi. Chi yến chuyển. Y chuyển xào hổ tử. Xào hơ ổ. Hơ ổ hổ. Hổ tử. Và còn có một đám, một đàn khỉ. Y chuyển. Ở bên này, móc qua đây, gạch đây, gạch đây, kéo về. Chúng ta có một bộ khẩu. Ở đằng sau có một con dê. Dẫn vụ. Y chuyển một đàn. Xào hổ tử. Một đàn khỉ. Hoặc một đàn khỉ con cũng được. Xào hổ tử. Bên này có bộ khuyển. Sau đó bên này móc đây chúng ta kéo xuống. Bên này móc qua. Gạch ngang. Phết đây. Gạch qua. Kéo. Chấm. Xào hổ tử. Còn có một đàn khỉ nữa. Hãy dầu y chuyển. Xào hổ tử. Đàn khỉ này đang làm gì đó? Trần dài là đang. Trần dài. Đàn khỉ đang làm gì? Trần dài, đang. Chứ ân trần chứ ai dài. Trần dài đang làm một cái việc gì đó. Đàn khỉ này đang làm một cái việc gì đó. Trần dài. Su sàng đang ở trên cây. Su sàng. Sư u su sư an sang. Trân dài su sang. Đang ở trên cây. Chữ su bộ thủ của nó. Bộ mộc. Bên này có bộ sĩ. Bộ khẩu. Hai chữ vết xuống gạch lên. Bộ thốn. Su. Hảo chữ sang. Dưới này bộ nhất. Su sang. Trân dài su sang. Quán yếu xì. Chơi trò chơi. Chơi đùa. Quán bộ ngọc. Bên này hai phết. Phết về đây kéo ra. Quản. U án quản. Quản dỗ xì. Chơi trò chơi. Và một đàn khỉ đang chơi đùa trên cây cũng được. À, và một đàn khỉ đang chơi đùa trên trên cây. Đơn giản vậy thôi. Hãy dỗ y chuyển. Xào hổ tử. Trân dài. Xu sang. Quản dỗ xì.
Hãy vô là còn, y chuyện là một đàn, một nhóm. Chúng ta có thể nói một đàn. Xào hổ zi là một đàn khỉ. Hổ zi, xào hổ zi, khỉ. Trân zai shu shang là đang ở trên cây. Làm gì? Wán yếu xì, chơi đùa. Ê, chơi trò chơi. Wán yếu xì. Chúng ta có chữ dỗ. Đầu tiên, y ổ dỗ xì, y xì, dỗ xì. Ở bên này có bộ phương. Phân bộ. Ở bên này phết hất lên, dưới này có bộ tử và bộ thủ của nó. Chô bù, dỗ. Dỗ. Chữ xì bên trái trước, móc về đây, móc vô. Ở dưới đây gạch qua. Và bên dưới này có một hạt đậu. Tô. Bên này có một chữ cơ bù. Dỗ xì, trò chơi. Quản dỗ xì, chơi trò chơi, chơi game. Chấm, chữ hào. Chế trợ, tiếp đến. Chế trợ, tiếp đến. Ở trên này có một bộ lập, một bộ thủ, một bộ lập và một bộ nữ. Ta có chữ chế. Chế. Chế trợ, chúng ta có một bộ thảo và một bộ trợ, giả, tác giả, tờ giả. Chế trợ, tiếp đến, tiếp theo đó, làm gì đó. Chí, ye, chế, trợ, trợ tre, thành năm. Chế trợ, phải. Chế trợ. Băng quả chén xào y tiền. Băng quả chén xào khoai cũng được. Băng quả chén xào khoai. Chế trợ, tiếp đến. Hoặc sau đó, tiếp theo, đều được hết. Quả mình lái tàu. Chúng tôi tới đâu đó. Quả mình. U o đọc là quả. Quả, quả, quả. Quả mình. Chúng tôi. Lơ ải lại. Tớ ao tàu, chúng tôi tới, tới chỗ nào đó. Wo men lai dao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tàu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 我们来到, chúng tôi tới. 我们来到, chúng tôi tới. 我们来到, 无尾熊馆. 无尾熊馆. Chúng ta viết chữ 无尾熊. 无尾熊. 无 này là không, vô không. Ủ. Quầy này là cái đuôi. Không đuôi ta gọi là ủ quầy. Nè, ủ quầy là không đuôi. Bên này có bộ mão kéo qua. Sống là con gấu. Chú gấu này không có đuôi. Trên này bộ nhục. Ở đây phết qua. Đầy cái nữa. Và bộ thủ của nó dưới này. Ủa quầy sổn, gấu gona gì đó. Nè, là một loại gấu gona, gấu gona gì. Nè, gấu này không có đuôi. Ủa, u a quầy ơ sơn quầy. Ủa quầy sổn. Ủa quầy sổn, gấu không có đuôi. Quản. Cơ quan quan, quan quản quản. Nè, là một cái nhà của chú gấu. Một cái chuồng của chú gấu. Không đuôi, ủ quầy sổn quạnh. Chúng tôi đi tới cái chuồng của chú gấu không đuôi đó đó. Bên này kéo qua. Bên mình hình như là gọi tiếng Anh gấu gona hay gấu gì đó. Nè. 我们来到无尾熊馆. Gấu koala hả? Gấu koala, gấu gì đó. 我们来到无尾熊馆. Chúng tôi tới cái chuồng của gấu koala. Đó, khan tao ủ quầy sổng, nhìn thấy gấu không đuôi đó. Khan tao, nhìn thấy, hoặc là thấy cũng được. Khan tao, thấy. Bên này hất lên, phết đây, đánh dấu cộng, hất lên, móc bộ đao. Khan tao, thấy. Ủ quầy sổng, ủ
Không, vô. Bên này có bộ khổ. Ủ quầy. Quầy này là cái đuôi. Ở đây có chữ mão. Ủ quầy. Sống. Ở đây móc qua đây. Dưới này là bộ nhục ha. Bên này phết qua đây. Bên đây kéo qua. Dưới này có hổ. Nấn bố nấn cộng thêm hổ bù. Khăn tao ủ quầy sống. Có gọt vỏ không? Ê. Có gọt vỏ không? Giao sâu phỉ mà. Giao sâu phỉ mà. Có gọt vỏ không? Ủ quầy. Quầy. Sanh sân quầy. Xì xì. Sanh sân quầy. Xì xì. Khủng quá. Ổng chuyên gia ngáy lớn mà lúc nào ổng canh cái giờ mình like hết. Khớ anh khăn. Tớ ao tạo. Ú. Quầy. Sổng. Khăn tạo ú quầy sổng. Nhìn thấy gấu cô. Cô la. Gấu cô la hay là gấu cô a la gì đó. Tiếng Anh nói dở lắm. À, nói chung là con gấu này nó không có đuôi. À, con gấu này chuyên gia ôm một cái gốc cây ôm đó nhìn dễ thương lắm, không có đuôi. Khăn tao ủ quầy sổn, nhìn thấy gấu không đuôi làm gì? Bao chở su can hu hu ta suy. À, nhìn thấy chú gấu không đuôi đó đang ôm một cái thân cây và ngủ ngon lành, ngủ say. Đó, chúng ta qua đây viết chữ khăn tao, nhìn khăn tao rồi. Khăn tao ủ quầy sổn. Bao giờ là ôm một cái gì đó. Ôm một cái gì đó chúng ta ôm bằng tay thì sổ bù chính là bộ thủ của nó. Đằng sau có chữ bao bọc tờ bao. Bao. Bao giờ cũng có nghĩa là đang ôm một cái gì đó. Bộ thảo cộng với chữ chợ giả, đọc giả, tác giả là giả. Bao giờ. Bơ ao bao. Chợ này chợ tre cộng với chữ ơ thành nhẹ. Bao giờ. Bao trợ. Su can là thân cây. Si u su. Su là cây. Cơ an can. Su can là thân cây. Chúng ta viết chữ cây trước. Cây có bộ mộc. Bộ thủ của nó. Bộ sĩ. Bộ khẩu. Hai phết hất lên. Và một bộ thốn. Su. Hè, su. Hơi méo. Su can. Ở đây gạch ngang phết về, ở bên này gạch qua, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, kéo xuống. Rồi cái nón chữ ô bên này. Nè, cái nón của chữ ô. Sau đó bên này ta có một gạch, dưới này dài hơn. Ta có chữ su can, thân cây. Su can, bao trợ su can có nghĩa là bao ôm cái thân cây đó. Hu hu ta suy có nghĩa là ngủ ngon lành. Hu hu là coi giống như là nó đang thở, nó đang khò vậy đó, giống như ông kế bên ông đang hu hu ta suy vậy nè. Hu một bộ khẩu ở bên này phết hai bên gạch ngang. Hu hu. Tiếp theo chữ ta suy. Ta. Hảo suy ngủ bằng con mắt cho nên bộ một bộ thủ của nó. Hey, hồ bạn là những người cùng làm việc chung với mình. Những người bạn đồng hành với mình gọi là伙伴. Những người chơi chung, những người làm việc chung gọi là伙伴. Hảo, ở bên này phết ngược, gạch ngang, đánh một dấu cộng. Đây có dấu cộng, gạch ngang, chéo xuống, rồi lại gạch ngang. Hu hu ta suy, ngủ ngon lành. Hu hu tơ à ta, si wei suy. Hu hu ta suy. 接着，我们来到无尾熊馆，看到无尾熊抱着树干，呼呼大睡。喂。Tiếp đến thì chúng tôi tới tới cái trại của gấu không đuôi và chúng tôi nhìn thấy con gấu không đuôi đang ôm một cái thân cây ngủ ngon lành. 移动也不动，không động đậy gì hết. 移动 là một cái cử động đậy, ý nhất động, động đậy một chút cũng không. Ý tôn và bụ tôn. Bên cạnh là màu đen là chú âm của Đài Loan ha, được gọi là chú chú in. Chú in. Ý tôn và bụ tôn có nghĩa là nằm yên
không động đậy đó, bất tỉnh. Ý tôn, y e ye 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 ye. Ý tôn, ye, cũng. Phụ tôn, cũng không động. Một cái động đậy cũng không động. Ý tôn, ye, phụ tôn. Chúng ta phết ngược, gạch ngang. Ở đây, móc qua đây, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, kéo xuống, hất lên. Bên này, bộ lực. Chỉ dẹ, móc qua đây, gạch đây, dưới này, kéo qua. Chữ phủ, một, kéo về, hai, đây để ra. Chữ tôn, một, hai, kéo xuống. Bên này, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang, kéo xuống, hất lên. Bên này, chỉ tôn, dẹp phụ tôn. Tìm bạn đồng hành, đúng rồi. Này, tìm bạn đồng hành, tìm người làm chung, tìm cộng tác viên, tìm người làm chung, cùng làm chung với họ. Ở ý tôn và bộ tông, động đậy một chút cũng không động đậy, ý là nằm bất động đó, đang ôm cái thân cây ngủ ngon lành, không một chút động đậy nào hết. Ý tôn và bộ tông, chuyển sân máu rộn rộn, toàn thân ta gọi là chuyển sân. Chuyển sân, chuyển, chữ sân thì ta sân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toàn thân. Chuyển sân, chi yuan chuyển, shi ân sân, chuyển sân, toàn thân của nó, toàn thân của con gấu không đuôi đó. Máu rộn rộn, có nghĩa là lông, rất là nhiều rông, rất là nhiều lông luôn, toàn thân đầy lông. Này, toàn thân của nó đầy lông, máu rộn rộn. Mơ ảo máu, rư r cộng với u ân ung, giống u ngủ ung vậy. Này, giống như là u ngủ ung vậy đó. Và thanh hai chúng ta đọc lên rộn, thêm trái rộn nữa, máu rộn rộn. Máu này là lông, phết ngược, gạch ngang. Ở đây kéo qua bên này, ta có chữ mão, lông của nó. Rộn rộn, ý là nói con này rất là nhiều, nhiều lông. Đây có bộ mi pu. Sau đó bên này gạch ngang qua. Dạ, ở bên này phết cong, gạch đen cái. Rồi nghiêng cây bút, phết chấm, ta có chữ rộn. Rộn. Một, hai, ai tin nhung là chữ này. Này, ở đây gạch ngang, phết, gạch qua, nghiêng cây bút, phết, chấm. Chuyển sân máu rộn rộn, toàn thân đầy lông. Toàn thân đầy lông. Chuyển sân máu rộn rộn, máu rộn rộn, phải. Chuyển sân máu rộn rộn, toàn thân đầy lông. Hảo, hái dồ ý cơ, dù ta dù hay tờ, bí zi. Ngoài ra nó còn có gì? Hái dồ, ngoài ra cái con gấu không đuôi đó, hái dồ. Gạch ngang, dưới này có một bộ khẩu, phết đây, hất lên, bên này kéo ra, và bộ thủ của nó, hái dồ. Hái dồ. Hơ ải hải, y ô yô, yô yô yô, hải yô. Hải yô. Ý cơ, một cái gì nữa, ý cơ. Bên này kéo qua, gạch ngang, kéo xuống, một bộ khẩu dưới này. Ý cơ, hải yô ý cơ, yô ta, vừa to. Dầu tà vừa to, dầu hay vừa đen, vừa to vừa đen, dầu tà dầu hay vừa to vừa đen, cái gì vừa to vừa đen? Dầu tà dầu hay vừa to vừa đen. Hãy rồi ý cờ dầu tà dầu hay tờ, gắn thêm chữ tờ cho ta biết cái gì đó vừa to mà vừa đen. Tờ. Bí zi, cái lỗ mũi. Này, cái lỗ mũi nó vừa to. Lại có cái con gấu không đuôi, lỗ mũi nó to mà. Vừa to mà lại vừa đen. Ở trên này chúng ta có chữ zi chỉ的 zi.
Dưới này có chữ điền thiện. Thấy chưa? Ở bên này gạch ngang, công và thẳng, ta có chữ bí, thiếu chữ zi. Hãy dò ý cơ. Ý thành hai cơ ở cơ thành nhẹ. Ý ô yô tơ à ta. Ý ô yô hơ ê hê tơ ở tơ bơ ý bí. Hãy dò ý cơ. Yô ta yô hê tơ bí zi. Còn có một chiếc mũi to và đen, vừa to lại vừa đen. Còn có một chiếc mũi, còn có một cái lỗ mũi vừa to mà vừa đen. Hãy có một cái lỗ to lại đen của bí zi. Bí zi là lỗ mũi. Bí zi. Chữ zi chúng ta phát đây, móc qua đây, gạch ngang. Bí zi. Phải. Yang zi. Trên khờ ai, cái bộ dạng của nó thật là đáng yêu. Dân zi là cái bộ dạng của con gấu koala gì đó ra. Sao mình nói tiếng Anh dở nha. Dân zi. Dân zi, cái bộ dạng của nó. Dân zi. Trên khờ ai, thật đáng yêu. Chúng ta có chữ thật. Thật ở giữa này là bộ một bà gạch. Gạch ngang đá hai cái chân. Chân khờ ai. Khờ ai chữ khờ. Chữ ai. Say ai. Chân khờ ai. Không biết mọi người đi chữa lành sao rồi. Về có lành hơn chưa? Hôm qua anh giờ coi Tước Tạng thấy chữa lành. Chữa lành không ạ? Không biết mọi người chữa lành sao rồi. Y an yang. Yang zi, chi ân chân, khờ 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 khờ, chân khờ ai, cái bộ dạng của nó thật là dễ thương. Yang zi, chân khờ ai. Chữ chị đẹp quá, cảm ơn em nha. Đôi khi mình ở Đài Loan muốn đi đâu chữa lành cũng được suốt ngày. Việc nhà, việc con, việc làm. Không biết chúng ta chữa lành bằng cách nào nữa. Yang zi zhen ke ai. Hảo. Rán hồ, sau đó. Zhi an rán. Rán hồ, sau đó chúng tôi đi đâu ha. Rán hồ, sau đó. Rán hồ. Chúng ta có chữ rán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tự nhiên, tự nhiên. Tự nhiên, tự nhiên. Zi rán, da rán. Hồ. Nhiên hậu, mà nghĩa sau đó, đi đâu đó. Rãn hồ. Rãn hồ. Sau đó. Phải. Tô hạ. Rãn hồ. Wo men zou dao da mao xiong guan. Wo men zou dao, chúng tôi đi tới. Wo men zou dao. Chúng ta có chữ wǒ, chữ mǎn. Wǒmén, chúng tôi, zǒu dào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wǒmén zǒu dào. Ủa gì vậy? Chúng tôi đi tới. Gạch ngang, hất lên, phết, đánh dấu cộng, hất lên. 我们走到, chúng tôi đi tới. 我 thanh ba. Mơ sản điện ân chín sản mệnh. Zi âu châu 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 châu. Tớ ảo đạo. 我们走到, chúng tôi đi tới. Đà mau xiong quản. Đà. Tớ à đà. Mơ ảo mau. Sư yong xiong quản. Cái chuồng hoặc cái nhà. Quản. Quản. Hoặc một cái viện cũng được. Ta mau xiong quản. Ta này, con gấu này nó to. Mau xiong là gấu trúc.
Trước tiên có con mèo, xong nói gấu mèo nhỉ, tại vì ở đây nó con mèo. Ở đây nó có một con mèo mau mau, có một con mèo hảo sống, có một con gấu, gấu mèo. Bên này kéo qua, bên này kéo qua, 1 2 3 4, ta mau sống quạnh. Ở đây có bộ thực phẩm tờ thực. Ở bên này có chữ quen. Ồ, xếp hình. Ta mau xuống quận. Thắng chứ đạo. Ta thắng thắng chứ đạo. Mấy yêu mấy thiên. Hey. Không đều đặn và không đều đặn. Bù chín yến. Panda. Hey, panda. Food panda. Food panda. Mau xuống. Gấu sống gấu trúc. Ta mau sống quản. Wo men zou dao ta mau sống quản, có nghĩa là chúng tôi đi tới cái nhà lều, cái chuồng của gấu trúc to. Nè, con này gấu trúc này rất là to cho nên ta thêm chữ ta vào. Hảo. Liang zi da mao shong. Mao shong. Đúng rồi, liang zi là hai con. Một, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8. Liang này là số 2. Le yang liang. Liang liang liang. Hai con gấu. Liang chứ. Liang chứ. Hai con gấu. Liang chứ. Chúng ta qua đây viết chữ chứ. Ở trên này có bộ truy bộ. Truy. Bộ truy. Dưới này có chữ dâu. Liang chứ. Hai con. Chữ này là chờ tre, uống lưỡi. Liang chữ. Ta mau xuống. Tớ à ta. Mơ ao. Mau. Xí dũng xuống. Ta mau xuống. Không phải là u ngủ uống đâu ha. Dung. Uy ân. Dung. Xí dũng xuống. Ta. Mau. Phết ngược, vẽ con mắt của nó. Phết qua. Kéo qua bên này hai gạch. Ở bên này ta có bộ thảo, dưới này có bộ điền. Mau, con mèo. Mau, mèo. Hey, yêu chị Vân lắm luôn. Cảm ơn em nha. Hảo. Chữ sổn. Ở đây, phết đây, chúng ta có một bộ nhục. Bên này, móc qua. Chúng ta viết chữ mình nấn, bố nấn, ta nấn. Ở dưới này bộ thủ của nó, hồ bộ. Đây, ta. Mau xuống gấu trúc to. Liang chứ ta mau xuống. Hai con gấu trúc to. Chân đang ở đâu đó. Chân này là cho ta biết đang ở đâu. Chân chua ngồi, đang ngồi. Chân chua đang ngồi ở đâu đó. Chân chua đang ngồi. Tại ở. Tại ở. Chân chua dài, đang ngồi ở. Chân này là chờ tre. Chữ ân chân, đọc từ cổ họng nha. Chân, chữ vô chua, ngồi. Chua, chữ ai dài, đang ngồi ở đâu đó. Chân chua dài, đang ngồi ở. Đi sang, ngồi dưới đất. Tơ y đi, sư ân sang là dưới đất. Đang ngồi dưới đất. Hả chữ ti, ở đây ta có bộ thổ. Hất lên, bên này có chữ dịa. Ti sẵn, đang ngồi ở dưới đất. Hai con gấu to, đang ngồi ở dưới đất. Liang chữ ta mau xuống. Chân chua dạy, ti sẵn. Hả phải, tổ hợp. Nó ngồi dưới đó nó làm gì? Chúng ta sẽ viết nó ngồi dưới đó làm gì. Chín chín dầu quay. Ăn cái gì đó mà ngon. Ăn cái gì đó mà cảm thấy rất là ngon miệng luôn. Chúng ta sẽ nói chín chín dầu quay. Chín chín dầu quay này nó có hai thể loại. Một cái là nói về cái tình nồng nhiệt. Hai người đang làm gì đó rất là nồng nhiệt. Chín chín dầu quay. Một cái thì đang ăn một cái gì đó. Thường chúng ta sẽ dùng từ cho ăn uống. Ăn một cái gì đó rất là ngon. Tôi gọi là chín chín dầu quay.
chiên. Trước này nó có bộ thủy 1, 2, 3. Bên này 4, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang. Dưới này dài một tí. Kéo, chiên chiên. Hảo dồ 1, 2, 3, 4, 5, 6, dồ. Hảo, chữ vị, một bộ khẩu, một chữ quay lại tờ, quay phía sau. Chiên chiên dồ quay này là ví một cái điều gì? Khi chúng ta đang ăn cái gì đó rất là ngon, chúng ta sẽ nói chiên chiên. Chí tờ chiên chiên dồ quay. Chiên này chúng ta đọc bằng đầu lưỡi nha. Chiên chiên dồ quay. U, A, quay. Chiên chiên dồ quay. Hey, chín chín dầu quay là ví ăn một cái gì đó rất là ngon. Cái gì mà chín chín dầu quay thêm chữ tờ. Tờ cho ta biết ủa cái gì ăn cái gì ngon. Tờ chí tờ. Chí tờ là ăn. Ở đây phớt hất lên. Bên này kéo qua. Chí tờ. Chờ bên này bộ thảo. Đằng sau có chữ giả. Chí tờ. Chín chín dầu quay tờ chí tờ. Chín chín dầu quay tờ chí tờ. Chí tờ. Tao xin dài bình hài mấy hảo. Tao xin dài bình hài mấy hảo. Chí tờ. Ý ta bà một nắm to gọi là ý ta. Tờ á ta bà là một nắm to. Một nắm to. Ý ta. Bà lúc này mang nghĩa nắm. Chứ giờ ý ta bà. Chứ bà lúc này mang nghĩa nắm ha. Ý ta bà. Gấu trúc thì nó thích ăn gì? Gấu trúc thì nó thích ăn cái gì? Ý ta bà. Chú zi. Cây trúc. Cây tre, cây trúc à, nó ăn cây trúc mà. Chua củ sần kinh thông. Chua củ sần kinh thông là đau thần kinh tỏ anh em nha. Hảo. Liang chứ đa mau xiong chẳng zuo zài di sang chín chín yu wei de chí zi yi da ba zhu zi. Nó thường ăn cây trúc mà. Zhu zi. Chữ chủ cây trúc. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó bên này kéo móc lên. Chữ zi. Bên này. Chú zi. Cây trúc. Chí ủ chú. Zi. Hỏi mấy đứa nhỏ mình. Giao bộ giao sư chú zi. Ăn trúc không? Ăn cây tre không? Ở bên này. Người lớn bên này thường hỏi. Giao bộ giao sư chú zi xào rô sư. Ăn cây trúc xào thịt không? Ai. Giao bộ giao sư chú zi. Xào rô sứ. Mấy đứa nít nghe câu này là hết hồn. Nó không dám ăn nữa. Bù yào bù yào. Bù yào chứ. Bù yào. Bù yào chứ. Chứ tao chạy. Ý là cây tre đánh vào mồm, đánh vào cái thịt của mình. Gọi là chú zi. Xào rô sứ. Con nít nó rất sợ cái câu này. Nó liền nói. Bù yào bù yào. Bù yào chứ. Bù yào chứ. Mình tưởng đâu là măng xào thịt. Mới đầu nghe. Úi chà. Măng xào thịt. Sao mày chê mày. Bà muốn ăn bà ăn đi. Chú zi xào rô sứ. Chấm. Hello, hello, xin chào em. Tha mình này nói hai con gấu đó. Thì chữ tha là nhổ bù tờ tha. Bên này có chữ dẹ. Tha mình. Hai chú gấu đó. Tha mình. Thơ a tha. Mơ sẵn điện ân chính sân mệnh. Tha mệnh. Dỗ. Có cái gì đó. Dỗ. Có. Tha mệnh dỗ. Tha mệnh dỗ. Nó có. Hai chú gấu đó có. Yến cuốn cuốn đà sân thì. Yến này là tròn. Bộ thủ của nó. Bộ vi. Trong này có chữ. Một bộ khẩu. Và một bộ bối. Đóng lại. Yến này là tròn. Cuốn cồn có nghĩa là tròn do luôn. Cuốn cồn. Cồn này có nghĩa là lăn ra. Ở đây có một bộ đầu phết đầy đẩy ra. Ở bên dưới này có một bộ khẩu. Rồi bên dưới nó có một bộ y. Cồn.
Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Duyến cuốn cuộn có nghĩa là tròn do luôn. Cái gì tròn do thêm chữ tờ. Cho ta biết cái gì tròn do. Duyến cuốn cuộn, uy ảnh duyến cơ. Đọc như chữ K hoặc chữ G đều được ha. Đừng đọc chữ G là được. U sản tiền ân cơ quân 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 cuốn cuộn. Mà hai chữ cuộn thành ba, chữ đầu sẽ đổi cuốn cuộn. Này sẽ đọc cuốn cuộn chứ không đọc cuồn cuộn. Cuốn cuộn đó. Duyên cuốn cuộn là sân thị, là cái thân thể tròn do. Cái thân thể tròn do. Duyên cuốn cuộn là sân thị. Chị like lúc buổi trưa nha em nha. Thường 11 giờ hay hôm nay chị lên trễ. Trại tuần này chị có việc á, có việc bận cho nên mấy bữa nay chị sắp xếp chưa xong việc. Tuần này thứ bảy, ngày mai chắc là không like được đâu, tại mai là Vân phải tham gia cái cuộc hoạt động sau sinh của các con ở trường. Một mình Vân đi, ông xã ông đi làm, ông không có phụ được Vân được gì hết. Một mình Vân phải tham gia hai đứa luôn, tại hai đứa nó cùng một cái trường, đứa lớp 1, đứa lớp 2 mà. Tham gia cái buổi hoạt động của tụi nó ở trường. Tại vì ngày mai là ngày lễ mừng khánh lập trường. Và buổi trưa Vân phải làm việc của mình để buổi chiều kịp 3-4 giờ rước con lớn của Vân tới Đài Bắc. Rồi tối Vân sẽ dắt mấy đứa nhỏ đi ăn. Dắt mấy đứa nhỏ đi ăn. Rồi sáng thứ chủ nhật á, thì phải đưa các con lên trên Đài Bắc. Tại vì thằng lớn của Vân lên Đài Bắc ở trên có việc bận. Lên đó nó thi trên đó. Mà chọn nó lên trên khảo trận để mà thi. Mai nghỉ cả ngày à. Chắc có lẽ nghĩ nếu mà lên like thì cũng like nói chuyện thôi. Like để nói chuyện thôi chứ có Vân không viết được ha. Có mà lên like thì Vân cũng lên nói chuyện thôi. Đó, tham mình dầu duyên cuốn cuộn đó. Sần thì là nói hai con gấu đó. Nó có một cái thân thể tròn. Tròn trịa mũm mĩm. Chúng ta có chữ sần thì. Sần thì. Chữ sần. Thân thể. Chữ thể ở đây có bộ cốt trước. Bên này có bộ cốt. Đó, bộ cốt, cụ thổ từ cụ. Ở đây có chữ chư, quan chư hoặc cơ chư. Quan chư hoặc cơ chư. Và bên dưới này nó có một bộ tô. Nói về đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng. À, ta có sân thị, thân thể. Sân thị. Sư ân sân. Sân thị. Có gì đâu, giỏi em. Cùng học sẽ có được hết nha. Ngày mai nghỉ cả ngày đi với cô coi đi. Hey, hảo, chúc mẹ con đi chơi vui vẻ. Ok, cảm ơn. Vâng, cô có việc. Đây. Rồi mới tiếp tục học ạ. À. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Hảo. Tham mình dầu duyên cuốn cuộn sân thì là hai cái chú gấu đó. Có một cái thân hình rất là mũm mĩm, rất là dễ thương. Hảo, phải. Hay bãi. Chúng ta có chữ hay, hơ ai hay. Hay này là màu đen mà. Bơ ải bãi, bãi này là màu trắng. Gấu trúc thường nó có màu trắng và màu đen. Xiang chen này là gì? Xiang kẻ. Xiang kẻ, mình gọi là xiang kẻ đó. Trắng đen xiang kẻ. Xiang, xiang, xi này không muốn đổi. Xiang chen, chi yên chen. Xiang chen là xiang kẻ. Cái gì xiang kẻ thêm chữ tờ. Bãi bù tờ tờ. Phí mão. Phí, pơ, đọc như chữ phí của tiếng Anh. Phí, nói về da. Mão nói về lông, ý là nói da với lông của nó. Có một bộ lông xen kẽ trắng đen xen kẽ. Hay, chúng ta có chữ hay. Hay này nói màu đen, lông của nó có xen kẽ màu trắng với màu đen mà. Bãi. Hay bãi trắng đen. Xiang chen là xen kẽ. Xiang ở chữ chén chúng ta có bộ môn cánh cửa sang chén hảo cái gì mà trắng đen xen kẽ thêm chữ tờ vào cho ta biết cái gì trắng đen xen kẽ phí mão là nó có một bộ lông cũng được nói một bộ lông trắng đen xen kẽ phí mão ở đây phết ngược gạch ngang ở đây kéo qua phí mão phải tàu ha này chúng có một bộ lông trắng đen xen kẽ
黑白相间的皮毛 黑白相间的皮毛 tiếp theo 尤其 尤其 đặc biệt là 尤其是 đặc biệt là chúng ta qua đây với chữ đặc biệt là gạch ngang ở đây móc về ở đây gạch ra chấm dỗ chỉ 1 2 3 4 5 6 7 8 dấu chỉ sư đặc biệt là y ẩu dỗ chi ý chỉ sư dấu chỉ sư đặc biệt là liang cơ đa đa đờ hay yên chuyên liang cơ hai cái lơ yang liang 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 cơ đa đa đờ a đa đờ a đa to to cái gì đó to to hai cái gì to to thêm chữ tờ cho ta biết hai cái gì to to hay yên chuyên hơ a hay y an yên 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 chuyên chưa ra. Chúng ta có chữ liền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liền cơ, hai cái liền cơ, cái gì đó hai cái liền cơ. Ta ta là to. Ta ta to, hai cái gì to to, thêm chữ tờ, bảy bộ tờ tờ. 两个大大的 黑 này là màu đen à, 黑 này hắc màu đen 黑 màu đen 眼 là con mắt cho nên bộ mục này là bộ thủ của nó đằng sau này có chữ cân 眼 con mắt 黑眼圈 là con mắt thâm quầng 黑眼圈 cái con mắt thâm quầng ta gọi là hay dành chuyên này, hai con mắt thâm. Ai cũng nói mà không ngủ con mắt thâm như gấu trúc rồi đó. Chú dỗ này là họ vu ạ. Vu và u vu. Và họ vu. Này, họ vu. Dỗ là họ vu. Đó. Hay dành chuyên. Hay dành chuyên. Chúng ta qua đây viết chữ chuyên. Chuyên là một cái vòng tròn gọi là chuyên. Ở bên này phết hai gạch dưới đây kéo xuống móc qua đây bên này đẩy qua chuyên là tròn tròn. Chi yuan chuyên. 尤其是两个大大的黑眼圈 đặc biệt là hai cái con mắt thâm quầng á. Này đặc biệt là hai cái con mắt thâm quầng. 好像没睡饱的样子 giống như là chưa có ngủ no vậy đó. 好像 hào chúng ta biết 好像 giống như tự như 好像 ở đây kéo xuống bên này móc qua đây gạch giữa đóng lại kéo qua đây 好像 giống như 没睡饱 không ngủ no không ngủ đủ 没 mấy suy ngủ là con mắt cho nên bộ mục của nó bên này phết ngược gạch ngang một dấu cộng đây một cái nữa đánh đây kéo xuống mấy suy bảo là chưa có ngủ no chữ bảo ở đây có bộ thực phẩm tờ thực thực phẩm tờ thực ở đằng sau có chữ bao bọc tờ bao mấy suy bảo hầu xăng mấy suy bảo thêm cái chữ tờ dạng chữ giống như cái bộ dạng của nó giống như vậy đó. Bộ dạng của nó giống như là chưa ngủ no vậy đó. Dạng chữ là nói về cái bộ dạng đó. Cái bộ dạng mắt thâm quần đó. Này, giống như là chưa ngủ no vậy. Cho nên hai con mắt thâm. Đó là đặc biệt, cái phần đặc biệt của con gấu trúc. Dạng chữ là cái bộ dạng của nó. Hảo phải tô hào. Hảo xăng mấy suy bảo đờ dạng chữ. Hơ ao hào, hào hào hào. Xi yang xiang, mơ ấy mấy,
Sư quầy suy Bơ ao bao bao bảo bảo Tơ ở tơ Y ang yang Zi Chính sân zi Hào xiang mấy suy bảo tơ yang zi Giống như là chúng chưa có ngủ đủ giấc gì đó Chưa có ngủ no vậy đó Hào xiang mấy suy bảo tơ yang zi Chân sư khở ai Yêu thơ bỉa Thật là Ê, thật là Chân sư thật là khở ai dễ thương và rất là đặc biệt Thật là khở Ý là nói chúng thật là dễ thương và đặc biệt đó Chân sư khở ai dâu thở bế Chân sư khở ai dâu thở bế Chân sư thật là Chân chờ tre Sành tên ân đầu lưỡi Chân sư Chữ trên gạch ngang kéo xuống, bên này kéo qua đây. Trong này ba gạch, gạch ngang kéo đã hai chân. Chân sư. Chân sư. Khờ ai dễ thương. Khờ ai. Ở dưới này có bộ tâm. Khờ ai. Yo thơ bỉa lại còn đặc biệt nữa. Yo chúng ta có chữ niếu bù ở đằng sau. Sau đến sư tờ sư thiếu lâm tự tờ tự ta có chữ thơ đặc. Chữ biệt bên này có một bộ khẩu phớt đây kéo ra và bên này có bộ đao. Thơ bỉa chân sư khở ai yo thơ bỉa khở 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 ai Y ô yô Thơ ơ thơ Bơ dễ bỉa Chân sư khở ai yô thơ bỉa hey, Chúng thật là đặc biệt và dễ thương Hoặc là chúng thật là Dễ thương và đặc biệt Hôm nay xin thành họ Vô chấm than Cuối hậu Sau cùng Zui ho Zi wei zui He ou ho Zui ho Sau cùng, cuối cùng 1, 2, 3, 4 Gạch ngang Ở đây kéo xuống 1, 2, gạch qua đây Rồi bên này có chữ dô Zui Xích dù tí dễ thương hơn Zui ho Hảo chữ ho Ở dưới này có chữ dao Bên này phớt kéo ra cuối cùng cuối cùng phải đồ học cuối cùng chúng tôi đến Nhào Yến tham quan chúng tôi tới đâu đó cuối cùng chúng tôi tới đầu tiên chúng ta có chữ chúng móc lên phớt đây kéo về đây móc chấm cái Bộ mệnh, bộ nhân, bộ môn. Hảo lại, một gạch ngang, hai bộ nhân. Bộ thủ của nó là bộ nhân. Phết đẩy ra. Tạo, gạch ngang, hất lên. Phết, đánh dấu cộng. Hất lên, bộ đao. Bộ mệnh lại tạo, chúng tôi tới. Quo, wo, wo, mơ, sản tiền, ân, chính sân mệnh. Lơ, ải, lại. Tớ ảo tạo Wo men lai tạo Chúng tôi tới Niao yuan Niao Nơ yao niao 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 Yu an yuan Vườn chim Tới vườn chim Chúng ta có chữ niao Nhớ viết con mắt cho nó Để không thôi nó thành u da từ u Ảo Niao Hảo chữ yuan, chúng ta có chữ vi, quỷ bù. Trong này là bộ thổ. Vườn có đất đai. Hảo nèo yuan, vườn chim. Chúng tôi tới vườn chim. Tham quan, tham quan. Sư, ba cái, gạch ngang. Ở dưới này bộ sam. Tham, tham. Chữ quan, một, hai, ba, bốn. 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sau đó 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ta có chữ tham quan. Tham quan, chữ an chan, cơ quan quan. Tham quan, phải, tô hậu. Cho em chụp xíu chị, em chụp khúc nào? Em chụp khúc nào vậy? Em mới có viết chưa theo kịp. Em chụp khúc nào, nói chị biết nè. Chụp khúc nào? 我们来到鸟园参观, chúng tôi tới vườn chim tham quan. 大大的, ta 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 ta. Ta 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 chú âm của Đài Loan. Này, màu đen là chú âm của Đài Loan. Nhìn vô thấy không em? Ta ta tờ hay dịnh chuyên ở đây nè. Có hả? Rồi. Dạ thấy hả? Rồi. Ở bên này chưa? Khúc này chưa? Cuối cùng, chúng tôi đến nèo yến tham quan. Sau cùng thì chúng tôi tới vườn chim để tham quan. Cuối cùng, chúng tôi đến nèo yến tham quan. Rồi, chúng ta viết tiếp. Cuối cùng, chúng tôi đến nèo yến tham quan. Khan đào lờ. Nhìn thấy cái gì đó rồi, thấy. Khan đào lờ. Nhìn thấy rồi, khi mà nói nhìn thấy rồi. Khan đào lờ. Khơ an khan. Tơ ao tạo. Khan tạo lờ. Thế mà chúng ta đang tìm cái gì đó mà nhìn thấy rồi thì nói khan tạo lờ. Dấu chỉ à. Dấu chỉ đặc biệt là. Dấu chỉ sư. Dấu chỉ sư đặc biệt là. Đặc, lúc này đặc biệt là cái gì đó. Đặc biệt là cái nét đặc biệt ở trên người của nó. Nét đặc biệt trên người nó mà đã thu hút chúng ta nhìn nó. Nè, lúc này người ta nói đặc biệt là hai cái con mắt to to của nó, hai con mắt thâm quầng to to của nó, hai mắt to thâm quầng của nó là cái phần đặc biệt mà để cho người ta chú ý. Nó giống như là nó chưa có ngủ no vậy đó, nhìn rất là dễ thương. Nó ví gì đấy, để thấy đặc biệt là đó. Lúc nãy khan tao là nhìn thấy rồi. Khan tao là nhìn thấy rồi. Tớ ao tạo. Lơ ở lơ. Khăn tạo lơ. Khăn tạo lơ. Khăn tạo sở mơ nơ. Khăn tạo lơ. Ta ta xào xào. Lớn có, bé to có. Gọi là ta ta xào xào. Ta ta là to to. Xào xào là bé bé. Lớn có, bé có. Ta ta xào xào. Tơ à ta. Tơ à ta. Xí y áo sán sân xào. Xí y áo sán sân xào. Lớn có, bé có. Cơ trộn. Các loại. Cơ ơ cơ. Trộn. Hôm nay người ta xịt thuốc. Giờ ta chuẩn bị sợ thịt rồi. Xịt thuốc tránh phòng chống bệnh sốt rét á. Giờ này là người ta không cho mình ra ngoài tới 4 giờ nè. Từ giờ tới 4 giờ không cho mình đi ra ngoài. Ở ngoài, ở nếu mà ai ở Sinh Tròn khúc chúng ta bị xịt thuốc. Cơ cơ. Vậy, cơ trọng. Các loại. Hoặc đủ loại. Cơ trọng. Ở đây bộ hòa gạch ngang kéo xuống bên này, phết qua bên này. Bộ hoa. Ở đằng sau có hình trông là trông. Kéo xuống. Cơ trông. Các loại. Thấy chị có đồ ăn chưa? Chưa. Chưa có đồ ăn.
Nãy là định rủ ổng rồi mà ổng ngủ rồi thôi. Hôm nay ổng được nghỉ đó. Mà mai ổng lại đi làm. Ui giời, ngày mai rất là bận luôn mà ổng đi làm. Hôm nay ổng lại nghỉ. Cơ chồng bô thuận khác nhau. Đủ loại khác nhau cũng được. Cơ chồng bô thuận các loại khác nhau, nó đủ loại khác nhau. Đủ loại khác nhau nó hay hơn. Cơ chồng bô thuận đủ loại khác nhau. Bơ u bô thơ ổn thổn. Cơ chồng bô thổn đủ loại khác nhau. Thế ra ngoài đi ăn đi chị, tí lại không đợi. Giờ xịt rồi, 1 giờ họ đã xịt rồi. 1 giờ là họ ấy rồi, giờ họ là họ phát đài phát thanh kêu mọi người đừng có ra ngoài. Để ý trẻ em và người già, đặc biệt là quần áo không phơi ở ngoài. Ừ. Cơ chồng bô thổn là các loại khác nhau hoặc đủ loại khác nhau. Ta ta xảo xảo là lớn có bé có, đủ loại khác nhau. Cái gì đủ loại khác nhau mới được chứ? Thêm chữ tờ vào. Thêm chữ tờ vào cho mình biết cái gì đủ loại khác nhau. Nẻo lầy. Nơ giao nheo, nheo nẻo nẻo. Lơ ấy lầy, loài chim. Gọi là nẻo lầy. Tờ nẻo lầy. Thấy được, nhìn thấy được đủ loại chim khác nhau. Nẻo lầy. Ở đây phát xuống, móc qua đây, gạch ngang, gạch ngang, gạch ngang. Móc qua bên này. Nhạo. Nhạo. Họ chỉ lấy trên dưới bên này nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chấm cái nữa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nhạo lấy. Là loài chim. Đủ loại chim khác nhau. Nhìn thấy đủ loại chim khác nhau hoặc đủ loại chim lớn bé khác nhau vì nó có tất ta ta xảo xảo mà. Khăn đau lợ ta ta xảo xảo tớ. Này, khăn đau lợ ta ta xảo xảo. Cơ chồng bù thổng tớ nhỏ lệ. Là nhìn thấy đủ loại chim lớn bé khác nhau. Ừ, nhìn thấy đủ loại chim lớn bé khác nhau. Hảo, chấm. Chí chung là một trong những số đó. Chí ý chí chí ông chung, một trong cái số đó. Chí chung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chung. Chí chung, một trong những cái số đó. Ừ. Hoặc là trong số đó cũng được. Chỉ trong trong số đó. Phải. Khổng chuê khổng tước. Chúng ta viết chữ khổng tước. Bên này 1, 2, 3 bộ tử. Bên này phết qua. Ta có chữ khổng. Khổng chuê. Chữ tước trên này có chữ sau. 1, 2, 3. Móc nó về bên này. Để viết bộ truy. Khổng chuê con công. Khổng tước. Khổng chuê. Khơ ông khôn. Khôn khổng khổ. Thành ba. Khổng. Chi yue chuê. Khổng chuê. Khổng tước. Thổ sang là ở trên đầu của nó. Trên đầu khổng tước. Thổ sang. Thổ này là đầu. Ở đây có bộ đậu và bộ huyệt. Thổ sang. Thơ ấu thổ. Đầu. Sang là trên, trên đầu của khổng tước. Xin chào, dạ em chào ạ. Thổ, khổng chuê thổ sang. Khổng chuê thổ sang. Hảo. Thổ sang, sư ăn sang. Tiền là trên đỉnh đầu của con khổng tước đó. Thổ sang lại còn tiền nữa. Tiền là đỉnh của nó. Trên đỉnh đầu của con khổng tước đó. Thổ sang tiền là trên đỉnh đầu của con khổng tước. Này, lúc nãy tiền chợ. Này, tiền chợ. Thêm chữ chợ. Trên đỉnh đầu của con khổng tước. Tiền chợ. Chứ ở chợ. Thanh nhẹ. Tiền chợ.
Cho nên đầu của con khổng tước tiền trợ sợ mọ. Cao cao tờ. Cái gì cao? Chúng ta có chữ cao thấp tờ cao. Cao hùng tờ cao. 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 Cái gì đó cao cao? Chúng ta thêm chữ tờ. Cao cao tờ. Quan mão. Chúng ta có chữ quan. Quan này lúc này nếu mà nói về của con gà hoặc con gà trống hoặc là con công cũng có. Cái mỏng của nó, cái màu của nó. Này, ở bên này có bộ thốn. Quan, chữ này là đọc, chữ Hán đa âm, nó đọc quan và quan. Nó hai âm đọc, quan và quan. Quan, à, quan và quan. Lúc này dùng quan ha, thành thứ nhất. Nó còn thành thứ tư nữa. Quán quân thì nó dùng chữ quan, thành tư. Còn quan mão là cái màu gà, à, cái màu cao, cái màu gà, cái mồng của con gà hoặc là con vịt, trên con công cũng có. Trên đầu của nó tiền trợ, nó trên đầu của nó có một cái đó, này có một cái mồng cao, cao cao tờ, cơ ao cao, cơ ao cao, tờ ở tờ, cái gì đó cao cao, cơ quan quan, quan mão, mơ ảo mão. Một cái mồng cao cao, trên đầu nó có một cái mồng cao cao. Phải. Châu hào xiang. Giống như một cái gì đó. Chi yêu châu. Châu hào xiang. Giống như. Ở bên này có chữ dỗ. Châu hào xiang. Giống như. Yi wei shen qi de wang zi. Người ta ví con công đó giống như là một cái vị hoàng tử rất là thần khí vậy. Một hoàng vị hoàng tử rất là oai phong. Jiu hao xiang. Chúng ta ví chữ hao xiang. Jiu hao xiang. Bổ nhân. Bên này có chữ xiang nữa. Jiu hao xiang. He ao hao, hao hao hao, xi yang xiang, jiu hao xiang. Yi wei, một vị hoàng tử vậy, nhưng hoàng tử này rất là thần khí. Shen qi, shen qi, rất là oai phong, rất thần khí. Thêm chữ tờ cho ta biết ai thần khí. Wang zi, hoàng tử. Wang zi. Chữ thanh ba ha. Hoàng tử. Yi wei, một vị. Chính thiên bố nâng xa chú chư yô. Ngoài miền phân giao lờ. Yi wei. Bố nhân. Ở bên này có một bộ lập. Yi wei, một vị. Sến chi, chúng ta biết chữ thần. Này. Ở bên này, sến xin đà sến. Bố sư cộng với sến xin đà sến thành sến. Chữ khí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sẵn chi. Ai thần khí thêm chữ tờ. Ai rất là oai. Hoàng tử, hoàng tử. Họ viết con công giống như là một hoàng tử. Chữ hoàng này là chữ vương nhưng nó là bồ ngọc. Họ, hoàng tử. Hoàng tử đúng là ngọc ngà châu báu mà. Chô hào xiang yi wei shen qi de wang zi. Chô hào xiang yi wei shen qi de wang zi. Ngủ tiếp hả? Chô hào xiang yi wei shen qi de wang zi. Rất là oai, này, rất là oai được rồi. Giống như là một vị hoàng tử rất oai vậy. Này, giống như một vị hoàng tử oai phong vậy. Tiếp theo, chờ sử lúc này. Chờ sử. Bộ ngôn cộng với chô bộ. Chờ sử. Sử bộ nhật. Cộng với thiếu lâm tự tự tự. Chờ sử phải lúc này. Chí ơ chơ. Sử.
这时 lúc này. 妹妹走累了. Em gái. Em mệt rồi, em đi mệt rồi. Mẹ mẹ là em gái của tác giả. Mẹ mẹ. Hey, mẹ mẹ. Em gái của tôi. Mẹ mẹ. Lúc này em gái của tôi nó đã đi mệt rồi. Ở đây có chữ mẹ. Ở đây phụ nữ cộng chữ quay lại từ quay. Ta có chữ mẹ mẹ. Chỗ này là đi. Lúc đầu nó đi bộ mà. Giờ nó đi mệt rồi. Chỗ này là chỗ. Chỗ. Chữ lây ở trên này chúng ta có chữ điền. Thiểm bụ, một bộ điền. Ở dưới này, bên này có một bộ mịch. Mì bụ, lây. Chữ lây này nó còn mang nghĩa tích lũy nữa. Lây chi. Khi mà nó đọc lây thì nó là tích ha. Còn lây mà đọc thanh tư lây là nó mệt. Chỗ lây là đi mệt rồi. Chữ Âu Châu. Châu, châu, châu. L, A, Lê. L. Chỗ lây là. Mẹ mẹ, chỗ lây là. Em gái của tôi đi mệt rồi. Ú xin là vô tâm. Ú xin là vô tâm. Nếu mà người chồng đối xử với người đó vô tâm là không được dùng ú xin. Tha de xin bù zài ni shen shang. Shen shang. Tha de xin là trái tim của anh ấy. Bù zài ni shen shang là không có trên người bạn. Ý là dùng cho thay cho cái tự vô tâm của mình. Còn vô duyên thì bên này thường nói mấy liệp mọt. Khi chúng ta đứng chặn người ta hoặc làm những cái trò gì bên Việt Nam mình gọi là vô duyên thì bên này người ta dùng cái từ mấy liệp mọt. Ở chờ sử lúc này mê mê chỗ lây là em gái nó đã đi mệt rồi. Đi mỏi chân rồi đó, đi mệt rồi. Chờ sử mê mê chỗ lây là phải. Chiều thì chỉ yêu chiều. Chiều này là thì. Thì bé đó sẽ làm sao? Bé đó sẽ làm gì? Chiều. Bộ đầu, bộ khẩu. Bộ tiểu. Và dỗ. Chiều. Chiều. Pa zài. Pa là nằm lên đâu đó. Nằm lên lưng của bố. À, được để cho bố cõng đó. Chiều pa zài. Chúng ta viết chữ pa. Pa này là bộ túc. Bộ túc. Sau đó bên này kéo ra, ta có chữ pa, bộ bát. Pa zài. Cái cẳng của nó, cái chân của nó. Bộ túc nói về cái chân mà, đúng không? Cái chân nó. Mà cái chân chạm ra hai bên có giống bộ bát không? Này, bộ bát này giống là cái chân đang chạm ra hai bên để người ta cõng. Pa là nằm lên trên đó, nằm lên trên 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 vai, nằm lên trên cái một pa này có thể là nằm lên trên mặt đất nè, pa zài di shang nằm trên mặt đất nè, thì khi nằm hai cái chân nó sẽ chản ra bộ bát ra, pa zài. Ba ba de bei shang, ba ba là bố, phụ thân, bên này có chữ ba, ba, sư de ba, ở bộ thủ trước, bộ phụ, bên này có chữ ba. Hey, pa zài ba ba, cái gì của bố? Gắn thêm chữ tờ. Cho tôi biết nằm ở đâu, chỗ nào. Bei shang, lưng bố. Bei shang để cho bố cõng. Trên này có chữ bắc. Trên bắc. Dưới này nhục. Bộ thịt. Rou bu. Bei shang là trên lưng bố. Pa zài ba ba de bei shang, shui zao le, ngủ. Ngủ say rồi, ngủ mất rồi, ngủ say rồi. Ê, dưới này hai dấu cộng. Ở đây kéo xuống. Suy. Suy trọ là. Ê, lúc này chữ này sẽ không đọc trợ, sẽ đọc trọ ha. Nó tới 5 âm đọc là không có gì phải đáng ngạc nhiên. Tới 5 âm đọc. Suy trọ, lúc này đọc trọ. Suy trọ là. Ngủ say rồi. Phải. Chào. 这时妹妹走累了，就趴在爸爸的背上睡着了。趴， chúng ta sẽ dùng chữ P của tiếng Anh, pa, a pa, 趴在，趴在爸爸 ，pa a pa. Chữ thứ hai sẽ không là pa nữa, đổi thành nhẹ. 爸爸的 cái gì của bố thêm chữ tờ, bài bố tờ,
Bố ấy bày, bày sẵn là trên lưng bố. Bày sẵn, sụi chào là, sư vệ sụi. Sụi chào, chứ áo chào. Là, sụi chào là. Nè, sụi chào là. Nè, lúc này thì em ấy nó mệt rồi, đi mệt rồi. Nên nằm trên lưng bố, ngủ thiếp đi rồi, ngủ say rồi. Hào sang y chứ. Ủ quầy xưởng ai giống đại ví nãy cô ấy nhìn con gấu không đuôi ôm lấy cái thân cây ngủ, giờ nhìn thấy em gái mình hào sang y chứ ủ quầy xưởng giống như một con, giống như một chú gấu không đuôi vậy. Hào sang ví em mình hào sang chữ hào. Hào xiang, ở đây chữ xiang, bên này phết qua đây, gạch giữa, móc qua. Hào xiang, giống như, y chứ một con, trời bù, yô, y chứ một con, ú, xào ú quầy xuống, thêm chữ xào, tại em ấy còn nhỏ, xào, ú quầy xuống, ú này là không, vô. Ủ quầy này là đuôi. Ủ quầy. Ở dưới này có chữ mỏ. Ủ quầy. Sổng này là gấu. Trên này chúng ta viết chữ nẫn, bố nẫn tờ. Nẫn. Nẫn bố nẫn tờ. Nẫn. Ủ quầy sổng. Hào xiang y chứ xào quầy sổng. Giống như một chú gấu. Này không đuôi vậy đó. Giống như một con. Có. Koala, koala gì đó. Thôi bà khỏi nói tiếng Anh đi bà nói tiếng Trung đi. Hào xiang hơ ao hào. Hào 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 xi yang xiang. Hào xiang yi zhi. Xiao xi yao xiao 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 xiao. Wu wei, wu ei wei 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 wei. Xiong xi yong xiong. Hào xiang yi zhi xiao wu wei xiong, giống như là một con gấu, một chú gấu không đuôi vậy đó. Nè. Co ana, co cái chữ đó đọc sao? Là đọc co a xong đến la hả? Hay là co la? Mà cô không biết co a la hay là co na. Co qua la nữa. Không biết tách một âm, hai âm hay là co a la hả? Hay co la. Hey. Thì nói chung là tác giả ví em gái mình ngủ thiếp đi giống như là chú gấu không đuôi đó ôm lấy thân cây ngủ gì đó. Corona corona đừng tới nữa. Koala hả? Koala gấu koala hả? Corona đừng tới nữa, cho đi luôn đi. Hả? Dấu sư. Ê, lúc này dấu yu sư hô bù zào lờ. Dấu gì? Dấu. Vì lý do nào đó. Dấu. Gì? Ở bên này có một bộ phương. Ở bên này cái nón của chữ ô. Rồi ta phết một nét, hai nét. Dấu gì? Sử hồ này là lúc, thời gian. Sử hồ. Chữ hồ bên này gạch đầy, phết đầy, móc qua. Trên này ngắn, dưới này dài, kéo, đẩy ra. Dấu dữ sử hộ, bù zào lờ. Không còn sớm nữa, gọi là bù zào lờ. Gạch ngang, ở dưới đây kéo xuống. Bù zào, thêm chữ lờ. Phải. Hảo, vì thời gian không còn sớm nữa. Y ổ dấu. Uy tính từ uy, lúc này đọc uy. Dũ, dỗ dũ, không phải là con mực đâu ha. Dỗ dũ, cùng âm nhưng khác chữ. Sử hô. Hơ, ô hô. Bù zào lờ. Bơ, ụ bù. Zi ao zào, 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 zào. Lơ, ở lờ. Dỗ dũ, sử hô, bù zào lờ. Dỗ dũ, sử hô. Bù zào lờ, dấu dữ là vì, sử hô là nói thời gian, bù zào lờ là không còn sớm nữa. Ê, vì không còn sớm nữa đó, đi cũng đã lâu rồi, chơi cũng tới chiều rồi.
chúng tôi chỉ còn biết 我们 闪电恩情深们 我们 phất ngược gạch ngang móc qua đây hất đây móc về chấm ở đây kéo xuống 我们 chúng tôi 我们 chúng tôi 我们 chỉ hào chỉ còn biết chỉ hào chúng tôi chỉ còn biết như thế nào chỉ hào chỉ còn biết chỉ hào y y bù sợ bốn chữ này đi chung với nhau ha y y ở đây có bộ nhân đằng sau có chữ y phục tờ y y y là luyến tiếc nối tiếc gọi là y y bù sợ ha bù sợ là không nỡ y y là luyến tiếc còn bù sợ là không nỡ rời xa nơi đó sợ này là bù sổ sổ bù ở đằng sau một cái nón chữ ô sau đó gạch ngang dưới này dài kéo xuống y y bù sợ là luyến tiếc không đành không nỡ này thêm chữ tợ cho ta biết không đành không nỡ sao tợ chuẩn bị hồi cha chuẩn bị về nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 này, chuẩn bị. Chuẩn bị. Ở đây có bộ nhân. Sau đó bên này gạch đây, gạch xuống, gạch ngang. Phết qua bên này, kéo qua bên đây, kéo xuống. Rồi trong này có hai gạch. Một gạch giữa. Chuẩn bị, chuẩn bị. Hồi cha, về nhà. Ê, hey, con tiếc đang chơi vui. Trong lòng rất là không nở, luyến tiếc không nở. Gọi là y y bù sợ. Y y bù sợ, bốn chữ phải đọc chung nha. Wo men chỉ hào. Chỉ hào này là chỉ còn biết. Chỉ ơ chỉ. Chỉ chỉ. Chỉ nó thành ba. Nó gặp phải thanh hào này này thành ba nữa. Cho nên nó mới biến thành chỉ hào. Cho nên đọc chỉ bù chỉ. Không chỉ như đó thôi. Bù chỉ. Nhưng nó gặp phải chữ hào biến thành chỉ hào. Chỉ còn biết y y là luyến tiếc, bù sợ không nỡ, y y bù sợ luyến tiếc không nỡ rời xa đó. Này thêm chữ tợ cho tôi biết không nỡ luyến tiếc sao, chuẩn bị đi về nhà rồi, chuẩn bị hồi cha, chuẩn chi quân chuẩn 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 b a b hơ quỷ hủy này y bù sợ đã chuẩn bị hồi cha. Vì thời gian cũng không còn sớm nữa. Này, trễ rồi, cũng muộn rồi. Cho nên chúng tôi chỉ còn biết này, luyến tiếc không nỡ, chuẩn bị đi về nhà. Đó, chúng ta có chữ hồi cha từ cha. Dì này có một con heo. Cha. Chấm. Chi ya gia. Chi ya gia. Jin tian wo kan dao hen duo ke ai de dong wu. Jin tian le hôm nay. Jin tian. Hôm nay. Ji yin jin. Te yan tian. Jin tian hôm nay. Wo kan dao tôi thấy. Hoặc tôi nhìn thấy, 我 mới biết anh chứ. 我看到, tôi nhìn thấy. 我可按看, tớ ảo đạo. 我看到, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 看, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tao 1 2 3 4 5 6 7 8. Hôm nay tôi thấy được. Hen duo rất nhiều, hen duo. Chi gen gen. Hen duo. Xi hai cái nhiều quá rồi, hen duo rất nhiều. Khờ ai dễ thương. Hey. Hình đô khờ ai, rất nhiều dễ thương. Hơ anh hân, hân hẳn.
hẳn tố tơ vô tố khờ 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 khờ. Chính thiên vô khăn đào hẳn tố khờ ai tờ tông ụ. Hôm nay tôi nhìn thấy rất là nhiều. Hôm nay tôi thấy rất là nhiều động vật dễ thương, nhiều con vật dễ thương. Chúng ta có chữ ai, khờ ai tờ, thêm chữ tờ cho ta biết cái gì dễ thương. Tông u tơ ông tông, động vật. Tông u khờ ai tờ tông u. Đó, phết ngược 1, 2, 3. Bên này kéo vô bộ thủ bộ tâm. Bên này phết đầy kéo ra khờ ai. Thêm chữ tờ cho ta biết cái gì dễ thương. Khờ ai tờ. Tông u đằng trước này có chữ trông. Nặng, nặng thì ra sức thôi, động lên, tông. Chú u, một con bò. Chín u, đó, thành vật. Đó, khờ ai tờ tông u. Phải một cái nữa. Xin lì chế tờ, hào khai xin. Xin lì chế tờ, hào không đủ chỗ. Xin lì là trong lòng. Xin lì, trong lòng. Lì này là bộ y. Bên này, quan lì tờ lì ân sau. Xin lì trong lòng, chế tờ, cảm thấy. Chế tờ. Bên này móc qua đây. Phết đầy kéo vô, chữ chế dưới này là bộ kiến. Này, trong lòng cảm thấy rất vui. Chế tờ. Ở chế tờ, chế bộ. Bên này móc qua đây, gạch đây, dài hơn, kéo, chấm. Hào khai xin, thật là vui. Hoặc rất vui, đều được hết. Xin lì, chế tờ, hào khai xin. Xin, xin, đọc vào đầu lưỡi. Xin, lơ, y, lì, 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 lì. Chí, yue, chế. Tờ, ở, tờ. Hơ, ao, hào, 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 hào. Thêm hai chữ, khai xin. Xin lì chế tờ hào khai xin, trong lòng cảm thấy rất là vui. Này, thêm hai chữ khai xin vào. Anh đặt vé máy bay. Nì tiên chi phiào. Nì tiên chi phiào. Anh đặt vé máy bay. Hỏi anh đặt vé máy bay chưa? Nì tiên chi phiào là mà. Phiào ha, không phải là phiào. Phiào. Nì tiên chi phiào là mà. Xin lì chế tờ hào khai xin. Chúng ta biết chữ khai xin. Khờ ai khai. Xi yên xin. Khai xin. Đó, chữ khai chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chữ xin. Chấm hết. Khai xin, vui. Đó, chúng ta đọc lại bài văn nha. Đã đọc lại bài văn. Tao động vật viên quán. Tới sở thú chơi. Tới sở thảo cầm viên chơi. Xin chí thiên y đa zào. Là sáng sớm chủ nhật đó. Xin chí thiên y đa zào. Thiên chi phi chẳng chín lặng. Bầu trời thời tiết vô cùng đẹp luôn. Sì y gà chú ngoại lưu yếu đà hào rì zì. Là một ngày tốt. Để có thể thích hợp, là một ngày thích hợp để đi ra ngoài đi du lịch. Chuyên gia rỉn, cả gia đình, tay trợ mang theo một cái gì? Một cái tâm trạng vui vẻ để ra khỏi cửa. Chuyên gia rỉn, tay trợ, yu khoai tờ xin chín, chú mệnh. Chuyên gia rỉn, tay trợ, yu khoai tờ xin chín, chú mệnh. Đào động vật viên quán, tới thảo cầm viên chơi. 到动物园玩，我们先到儿童动物区。 Chúng tôi tới khu vực, cái khu động vật dành cho trẻ em đó. 我们先到儿童动物区。 我们看到许多可爱的小动物。 Chúng tôi nhìn thấy rất là nhiều chú động vật nhỏ dễ thương. 我们看到许多可爱的小动物。 Hảo, có những con gì? Dấu xào da, đôi khi có chữ xào chứ không phải nó nhỏ thiệt đâu. Đôi khi nó cũng to rồi, cũng dùng xào đó. Dấu xào da, có vịt. Dấu bái ở có con ngỗng trắng.
还有小山羊野núi, mini 马ngựa mini, 还有一群, có một đàn gì nữa, còn một đàn, 小猴子, một đàn khỉ. Và đàn khỉ này đang ở đâu? 正在树上, đang ở trên cây, 玩游戏, chơi trò chơi trên cây. 接着, tiếp đến, 我们来到无尾熊馆, chúng tôi tới, cái chuồng của con Koala gì, Koala gì đó. 我们来到无尾熊馆, 看到无尾熊, nhìn thấy, thấy con gấu không đuôi đó làm gì? 抱着树干, hu hu da shui, ôm lấy cái thân cây, ngủ ngon lành luôn. 移动也不动, nhức động cũng không có động luôn. Ý là nó động cái của nó không động, ý là ngủ ngon lành, bất động rồi. 全身毛茸茸的, có nghĩa là cái thân của, trên toàn thân của con gấu không đuôi đó rất là nhiều lông, toàn thân toàn là lông. 还有一个, còn có một cái gì nữa, 又大, 又大, 还有一个, 又大, 又黑的鼻子, còn có một cái lỗ mũi vừa to vừa đen. 好, 样子真可爱, là nói cái bộ dạng của con gấu không đuôi đó, bộ dạng của nó rất là đáng thương, rất là đáng yêu. 样子真可爱. Rán hồ, sau đó chúng tôi đi đâu đó. Rán hồ, 我们走到大猫熊馆. Chúng tôi đi tới cái chuồng của con gấu trúc to. 两只, hai con, 两只大猫熊正坐在地上. Hai con gấu trúc to đang ngồi dưới đất. 两只大猫熊正坐在地上。津津有味的, 5 chữ đọc chung, 津津有味的, 吃着一大把竹子, nó đang ăn một nắm trúc, một nắm cây tre, rất là to, ăn rất là ngon lành luôn. 他们有, hai con gấu đó có gì? 他们有, 圆滚滚的身体, chúng có một cái thân thể tròn do, 他们有, 圆滚滚的身体, 黑白相间, đen trắng, xen kẽ với nhau, 黑白相间的皮毛, chúng có bộ lông đen trắng xen kẽ. 尤其是, đặc biệt là, cái đặc biệt, đặc điểm của nó, 尤其是两个大大的黑眼圈, gấu trúc nó có cái mắt thâm quầng mà, bởi mình không ngủ đủ là nói con mắt mình gấu trúc rồi đó. 尤其是两个大大的黑眼圈, đặc biệt là hai cái con mắt thâm quầng. 好像没睡饱的样子, giống như là chưa có ngủ no vậy đó, chưa có ngủ đủ vậy. 真是可爱又特别, thật sự rất là đặc biệt, rất là dễ thương và đặc biệt luôn. Lúc này, 最后, sau cùng, 我们来到鸟园参观, chúng tôi tới vườn chim để tham quan. 看到了, nhìn thấy rồi cái gì? 大大小小, lớn có, bé có, gọi là 大大小小, 各种不同的鸟类, nhìn thấy đủ loại chim khác nhau hết, lớn có, bé có, gọi là 看到了, 大大小小, 各种不同的鸟类, 其中, trong số đó, 其中, trong cái số chim đó, 孔雀, là khổng tước, 孔雀头上顶着高高的冠帽, là trên đầu khổng tước đó nó có một cái mồng cao cao, nó có một cái mồng cao cao, 就好像一位神气的王子, giống như là một vị hoàng tử thật là oai gì đó, 就好像一位神气的王子. 这时, lúc này, 妹妹走累了, em gái của tôi đã đi mệt rồi, đi lâu rồi cũng mệt mỏi rồi. 这时妹妹走累了, 就趴在爸爸的背上睡着了, thì nằm trên lưng bố, ngủ ngon lành rồi. 好像一只小无尾熊, giống như là một chú gấu không đuôi, koala gì đó, một chú gấu, giống như một chú gấu ấy. 尤其时候不早了, vì thời gian không còn sớm nữa, 我们只好依依不舍的, tăng tới chữ tờ nha, 我们只好, chúng tôi chỉ còn biết, 依依不舍的, có nghĩa là chúng tôi còn biết, không nỡ, luyến tiếc không nỡ, để làm gì?
chuẩn bị hồi gia, chuẩn bị đi về nhà. Hôm nay, tôi thấy rất nhiều động vật xinh đẹp. Hôm nay, tôi nhìn thấy rất nhiều động vật xinh đẹp. Động vật dễ thương. Xin đi chế đỡ, hào khai xin. Trong lòng cảm thấy thật là vui. Hey, hơ, hết bài. Ngày mai cái phần ngày mai thì chắc nghỉ rồi. Ngày mai chắc không làm được. Hey, nó lần sau nó có bài tập, chúng ta chỉ cần đọc thôi. Rồi biết sau chúng ta viết bài khác. Hey, 行李要拿多少? 我们要拿多少行李? Bọn mình lấy bao nhiêu hành lý? Hey, ha. Rồi, ok, number one. Xuống ăn cơm thôi. Mà giờ người ta đang xịt thuốc. Giờ mới xịt đó. Giờ mới nghe thấy tiếng. Giờ là không được đi ra rồi. Giờ mới nghe thấy tiếng. À, cuối tuần vui vẻ. Chúc gia đình mình cuối tuần vui vẻ nha. Xie ta cha. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ăn tạm bánh gì đi. Ừ, chắc ăn bánh gì. Ăn trái cây thôi. Này, ăn bánh gì thôi. Ăn hạt điều. À, bạn giỏi quá. Có gì đâu mà giỏi. Học lâu sẽ biết thôi. Mà tại vì mình học trước, mình đi trước, mình biết thôi. Mọi người học sau rồi cũng sẽ biết mà. Mai thứ bảy rồi mà. Ê, mai thứ bảy rồi. Nhanh thiệt á ha. Này, thứ ba mới gặp lại. Không, chủ nhật là có, chủ nhật tối, chủ nhật có live. Tối chủ nhật có live ha. À. Huy mìn, mẫn này là gì? Mẫn này là gì trong quên này. Như cái chữ mìn này. Mìn. Chữ mẫn này. Vậy đúng rồi. Huy mìn. Tuệ mẫn. Huy sẽ là câu huy. Tuệ mẫn nha em nha. Huy mịn. À, huy mịn. Chị Vân được đi chữa lành nha. À, đi với mấy đứa con. Nó lên đây nó đi thi. Thi để đi vô đại học. Chị khuyên nó vào đại học mà. Khuyên nó vào đại học cho nên chị kêu nó lên đây đi thi. Thi để được đi vào đại học học. Ừ. Chứ không thôi nó bỏ nó đi làm hộ. Thấy nó bỏ đi làm hộ, chị vợ chồng chị khuyên nó thôi giờ đi thi đi. Thi được thì chúng ta vô đại học. Ừ. À, ok. Rồi thứ bảy được nghỉ. À, xin chào, chúc gia đình buổi trưa vui vẻ nha. Cảm ơn các bé thì tốt. Hey, cảm ơn em nha. Xin chào, cảm ơn mọi người.